con bà cụ ở bên hộ pháp, bà đâu 85 tuổi, yếu lắm à. Ở chùa có thời gian cũng lâu. Rồi xong rồi đứa con gái lên thấy mẹ cũng lớn tuổi, mấy cô chăm, thấy cũng tội nghiệp. Mà bà cụ thì bà già, bà đâu có tâm lực hiểu biết nhiều đâu. Thì đứa con nói thôi để con đưa mẹ về. Bà nói ừ đưa mẹ về đi con. Không. Nên quý vị biết rằng con người mình mà khi đến cái tuổi già mà tu, vì tâm lực nguyện lực mình nó yếu, dễ bị người ta xây chuyện dẫn dắt, dễ bị, rất dễ bị người ta xây chuyện dẫn dắt. Còn khi mà mình còn trẻ, mình tu mình âm hưởng từ khi còn trẻ, âm hưởng tới tuổi già. Già nhưng mà con người mình có định lực mạnh không? Nó sáng, cái định lực rất là mạnh. Quý vị có ai đau chân thì thẳng chân, so chân sao đâu. Nên nhớ là nó phải rèn luyện từ khi còn khỏe, còn biết. Nhiều người ta nói ô trẻ đi chùa làm gì, già đi chùa tầm vậy. Nói nếu mà đi đến cái ngôi chùa mà chỉ có thắp nhang bình thường thôi thì cái chuyện này thì tùy duyên. Nhưng mà đi đến cái ngôi chùa mà nghe giáo dục, nghe nó có lợi ích lớn á. Nó có thể dạy cho con người đó dù là còn trẻ, nhưng từ cái góc độ tư duy của người đó nó rất là sâu sắc. Cái góc độ tư duy con người trẻ nó rất sâu sắc luôn. Một con người trẻ mà nghe giáo dục Phật Pháp nghe, cái sự tư duy của người này rất là sâu sắc 100% luôn. Một đứa con nít mà nghe giáo dục đi chăng nữa, nó cũng không phải bình thường nữa. Dù nó có học cao cỡ nào đi chăng nữa mà cái sức tư duy của nó rất là kém. Nhưng mà con người mà tiếp nhận giáo dục là con người này có sức tư duy rất là cao. Cái góc độ nhìn ngó của họ sâu sắc lắm. Và nhìn được con người rõ ràng lắm. À, quý vị biết rằng con người mà đọc sách xưa nè, tiếp nhận giáo dục Phật Pháp nè, hiểu định lực nhân quả nè, coi những tư tưởng của người xưa nè, là con người này sẽ nhìn ra được con người. Chơi với ai nó cũng nhìn ra được con người hết. Nhìn được con người này gì, người này gì, người này gì, nó nhìn ra được luôn. Vì nó cọ vào sách vở người xưa, nó cọ vào lời kinh giáo mà nó nhìn ra được con người. Nó không phải xem bói xem tướng gì chứ, nhưng mà nó coi nhìn ra được con người khi qua lời nói, qua hành động, qua cái cách sống của người đó, nó sẽ biết ra con người đó là như vậy như vậy. Nếu con cháu mình mà được học như vậy, rồi con cháu mình làm chủ cả, quý vị thấy con cháu mình có sức tư duy cao, biết dùng người, áp dụng con người chỗ nào, địa điểm nào, rất phù hợp. Đó. Những đức tin 100% luôn á, con cháu mình còn nhỏ, nghe giáo dục Phật Pháp nó không có tổn hại gì đâu. Có nhiều người nói vậy nè, thầy ơi trời, con thích cho nó đến chùa lắm mà sợ đi đến chùa nghe thầy giảng giết nó đi tu luôn quá. Nó nói đi tu là nó có duyên nó mới đi tu được, chứ không mà nó đi tu được không có đâu. Ừ, đâu có dễ đâu. Nó nói vô chùa nó ở vài bữa nó đi về, chứ dễ gì mà nó ở luôn trong chùa được. Con người ta tự nhiên là giống như người ta đến mảnh đất Dạ Lam mà người ta có cái cảm giác gì, nó có nhiều đời nhiều kiếp, người ta từng ở trong cái mảnh đất đó rồi. Bây giờ ta bước về giống như người ta trở về quê hương người ta vậy. Tự nhiên người ta thấy người ta thích, người ta ở đây, người ta không muốn đi về nữa. Đó là cái duyên của người ta, nhiều đời nhiều kiếp nó ở trong mảnh đất đó. Còn quý vị đi đến đây tu một ngày một bữa thôi chứ, hoặc từng hai tuần, xong quý vị muốn về nhà mình ha. Tại vì cái mảnh đất mà mình ở là cái nơi của mình đã từng có duyên dày. Còn cái mảnh đất Dạ Lam thì quý vị có duyên đến trong khoảng thời gian chứ chưa ở luôn được. Chừng nào quý vị bồi dưỡng cái duyên mà tới giờ khắc đó đó mà vô ở luôn luôn á, thì quý vị biết rằng là đến lúc rồi đó, là trong đời kiếp nào nó cũng Iran, quý vị cũng tới tới lui lui Iran gì nè. Rồi tới thời điểm đó quý vị mới vô ở luôn. Mà ở luôn trong cái thời điểm đời kiếp nào đó ở luôn giữa chừng đi về, thì quý vị đi vô đây ở luôn giữa chừng thì phải cần được bồi dưỡng thì mới ở luôn cả đời. Còn nếu mà không được bồi dưỡng thì nó ở giữa chừng đó, tới thời điểm đó nó cũng về Iran như của đời kiếp nào nó sanh ra vậy luôn. Nên mới nói là nhân quả nó Iran à, nó không có khác. Nên quý vị biết rằng mình học Phật rồi, quý vị để ý đi. Có khi mình đi đến cái nơi nào đó, tự nhiên mình đang đứng trên một cái bến đò này, tự nhiên mình nhìn cái con sông này, cái mình nói ủa sao mà trong lòng sao mà nó có một cái cảm giác gì đối với con sông này, như là nó quen biết từ thở nào nghe. Có mà. Tự nhiên hoặc là mình đi ngang một cái ngọn núi đó, mình đi ngang một cái nơi đó, mình nhìn cái tự nhiên mình nói ủa sao mà mình có một cái cảm giác thân thiện gì đó. Thì vị biết rằng là mình đã từng ở đó. Nên bây giờ nó chỉ cần phớt ngang chỗ đó là nó có thấy ra chỗ đó gọi là thân thường. Giữa con người với con người cũng vậy luôn. Tự nhiên mình vừa gặp người này cái là mình muốn mời người này ăn cơm, mời này uống nước, vừa gặp là thấy cảm tình liền nha. Có không? Trong cuộc đời mình rất có nhiều người gặp người đó, vừa gặp đã thương. Vừa gặp đã thương. Vì sao biết không? Vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã có cái nguyện và cái hẹn.
Cái nguyện và cái hẹn là gặp là thương liền. À, gặp là thương liền. Ngày xưa những đức có một người bạn, mà khi người bạn đó những đức với những đức mà không có chơi chung nhau nữa, thì hai người nó có cái nguyện rằng dù bất cứ ở nơi nào vừa gặp nhau là chạy đến ôm nhau một cái. Thì bây giờ nhiều đời nhiều kiếp nếu mà gặp nhau là nó sẽ có ra tình trạng đó đó. Vừa gặp là thương liền, tại vì đã có cái nguyện vậy rồi. Cái nguyện là mình thương nhau quá, nhưng mà thôi chắc mình hết nợ nặng nhau, thôi chia tay. Nhưng mà rất là quý nhau, nếu gặp bất cứ nơi nào cũng sẽ thương nhau nữa. Thì nếu như quý vị không vừa cực lạc á, thì đời kiếp nào gặp nhau là tức khắc ở trong cái cõi đời này, vừa gặp là tức khắc nó thương liền. Cái nguyên lý này nó rất là rõ ràng. Có những người tự nhiên mình có cái nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp tôi mà gặp mặt ông là tôi ghét ông, tôi quýnh ông. Thì quý vị biết rằng là đời kiếp nào cái thành quả gặp lại nhau, vừa gặp là mắc ghét. Quý vị có những người mà quý vị vừa gặp là quý vị chầu nó không ưa nổi, mà quý vị thấy nó mới bị ghét, mà không lẽ mà làm cái gì nó, mình không lẽ mình bực bội gì đâu, hiểu không? Rồi lúc đó quý vị học Phật mình mới nói lại, ủa sao kỳ cục cái chảo, người ta làm cái gì mày mà mày ghét, tự nhiên mày ghét người ta. Mình nói vậy với người đó vậy, người đó nói không có làm gì mà tôi ghét, cái mặt gì đâu mà khó ưa, không ưa vô. Thấy không, là trong đời kiếp nó đã có cái sự quán thù đó, nên bây giờ vừa gặp lại là nó sanh tâm nó liền. Nhưng mà cái học Phật á, nó có thể quyển chuyển được, có quyển chuyển được nghe. Tự nhiên mình gặp người đó nghe, mình nói thẳng lên rằng tôi nói thiệt với anh hay chị, tôi với anh chị có cái nghiệp gì trong nhiều đời nhiều kiếp, tôi nói anh đừng có buồn hay chị đừng có buồn tôi, sao tôi gặp chị anh tôi ghét chậu là chậu, mà tôi không có muốn như vậy, nhưng mà nó ghét gai ghét đắng, nó ghét đắng ghét gai, nó ghét đừng có nói nữa. Bây giờ tôi nói thẳng ra để thôi, tôi xin lỗi chứ tôi không muốn như vậy, mà sao nó ghét như vậy đó, thôi từ hôm nay không có muốn ghét nữa, thôi nói ra rồi đó nghe, thôi huề nghe, bắt tay coi. À, có cách đâu phải làm, có cách đâu, nó quá dễ liền đó quý vị. Nhưng nếu quý vị không nói ra mà cứ ôm ấp cái tâm ghét đó đó, là nó cứ là nó làm cho mình để ghét hoài trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà phải nói ra rồi là mình sẽ hết liền, gọi là giải tỏa quý vị, giải tỏa đó, xong rồi đó. Nó có cách chứ không có cách đâu. Và có những người mình vừa gặp mình thương cay, không phải thương mà cay gì thương gì đâu mà quá trời thương luôn. Rồi xong thì mình thấy ôi sao kỳ cục, tự nhiên vừa gặp người này mà thấy thương quá trời thương vậy ta, bây giờ phải làm sao chứ không có được gì được. Nó cứ nao nao trong lòng, rồi nó ôm ấp trong lòng cái thương yêu người đó, nó cứ nao nao trong lòng hoài. Bây giờ mình không muốn điều đó. Có khi mình đi đến chùa mình tu mà tự nhiên sao mình thấy mình thương ông thầy này kỳ cục, mình quý thương ông thầy nó kỳ cục gì đâu, mà vậy thì làm sao mà tu giải thoát, bây giờ làm sao? À được rồi, thôi nghe ông thầy đức giảng hiểu rồi, mình lỡ mình nói thẳng thầy, thầy chắc con với thầy có cái nghiệp duyên gì, con thật sự không có muốn đâu thầy, nhưng mà con đi đến chùa tu xong nghe thầy nói chuyện con thương thầy sao mà kỳ cục, mà thương giết rồi làm như con có tình cảm với thầy, thật lòng là có tình cảm. Thì ông thầy ông nói à, thầy cũng có tình cảm với con cái kiểu này đó là trời, là trời. Con tính nói ra để mà quá giải, mà con cũng không ngờ thầy cũng có tình cảm với con nữa hả? Cái là lúc đó thầy cũng nói là chắc là thầy với cô có lời nguyện, có hẹn hò gì đúng không? Nên thầy cũng định nói với cô mà cô định nói với thầy. Cuối cùng cô nói ra thì đúng ý thầy, thầy cũng có ý đó. Nó chợ là chợ, muốn chạy thoát mà cuối cùng nó dính luôn rồi, chợ là chợ kỳ cục đấy ghê. Nhưng mà nếu như mà mình nói ra điều đó nghe, ông thầy nói không có gì đâu con, đó là nghiệp duyên thôi, chúng ta cỡ mở ra để mình tu thôi. Thì con nói rồi xong là hiểu rồi, thôi chúng ta trong cuộc đời này nó vô thường lắm, nó không có cái gì tồn tại đâu con, thôi mình cố gắng mình tu rồi tự nhiên mình hướng về thế giới cực lạc thôi. Và tức khắc cái tâm đó nó quá giải được quý vị, cái tâm đó nó không có bị nặng nề. Nên cái con người mà tương tư mà không nói được nó khổ lắm. Nó tương tư là nó ôm ấp trong lòng á. Thì thấy cái người mà thường tương tư ăn không ngon ngủ không yên không, là nó ôm ấp trong lòng mà nó không nói ra được. Nên con người sống trong cuộc đời này bất cứ cái gì cũng có thể nói được, nói ra để cho nó nhẹ chứ không phải gì chứ. Nói ra đi, hãy nói ra đi đúng không, nó cỡ mở liền đó. Nên những đức có nhiều buổi chia sẻ mà những đức nói rằng là thí dụ như có những cô mới đi đến chùa, đi từ từ đi vô chùa gặp quý thầy đồ này kia rồi cũng dễ thương, kiểu như mà mấy ông thầy thì ông học kinh giáo rồi ông niệm Phật đồ, rồi ông không hút thuốc không uống rượu ông hiền,
nhìn thấy hiền quá. Rồi mình đi về nhà mình thì mình thấy như chồng mình nó nhậu nhẹt, rồi nói chuyện thì thấy nó chọc lóc và cọc cằn kỳ cục. Mà đi đến chùa thì nghe quý thầy nói chuyện thì dễ thương quá, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, rất dễ thương. Mà nhiều ông thầy hiền dễ thương chứ không phải như cái mặt Nhân Đức. Mặt Nhân Đức thì khỏi cần nói tới đi, cái mặt Nhân Đức là cái dạng là xóa sổ đi, không cần nói tới, hiểu không? Nhưng mà rất nhiều thầy nói chuyện rất là dễ thương, từ động tác, từ lời nói, từ ánh mắt, từ cái miệng cười, dễ thương lắm. Vì thấy là vì thương liền đó. Thì tự nhiên mình đi đến với cái tự nhiên mình thấy thương thì sao á. Rồi thương giết rồi mà tự nhiên mình thấy tội nghiệp. Thương rồi giết cái thấy tội nghiệp. Là tự nhiên thấy người ta ngoài đời đàn ông người ta đi chơi cái này kia, còn thấy thầy sao tội nghiệp, đi tu không có được cái gì. Rồi tự nhiên thấy tội nghiệp cái muốn lo cho thầy, muốn mua cái này kia cho thầy. Rồi muốn cái gì mà thấy được được cho thầy, mua sữa cho thầy uống, mua đồ ăn cho thầy ăn, rồi mua đồ cho thầy bận. Cái kiểu này là nhiều lắm nè. Cái kiểu này rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ lại điện thoại, rồi quay phim, rồi điện thoại mà nói chuyện mà gặp hình ảnh, chết. Cái chết ngay cái chỗ là trong phòng có một mình á. Trong phòng có một mình đó. Điện thoại rồi trực tiếp nói chuyện luôn. Mà nó nói chuyện giết rồi nó thân mặt. Mà nó thân mặt qua chiếc điện thoại chứ nó không gặp luôn á. Nó thân mặt qua chiếc điện thoại giỡn giỡn. Cho nắm tay cái coi, cái bên kia cho hung cái coi bên kia. Đó, quý vị biết chết ngay chiếc điện thoại mà có hình ảnh đó đó. Rồi cái lời nhắn tin á, cứ bên này nhắn 3-4 chữ, bên kia nhắn 3-4 chữ. Cái đối đáp mà ngồi có thể thâu đêm suốt sáng để nhắn vậy luôn. Nhắn tới nhắn luôn, nhắn hoài. Giết rồi nó ghiền qua Facebook đó gọi là chết. Nên những đức nói với vị Phật tử đi về đây tu nghe nhớ nghe. Chùa mình những đức không có chủ trương cái chuyện đó đâu. Nên quý thầy trong chùa mình mà ai mà như vậy là những đức không có chấp nhận đâu thật sự. Quý Phật tử nào mà lạng hoạn vô thì gán chịu. Những đức không có thích đâu. Thật sự mà nói với vị về đây biết những đức á, 8-9 năm nay vị thấy có bao giờ những đức điện thoại cho quý vị hoặc nhắn tin cái gì không? Kỵ nhất là cái chuyện nhắn tin. Nên những đức nói quý thầy người ta có chồng có con, mình nhắn tin cho người ta biết đâu cái tin nhắn của mình vô tình chồng người ta coi được thì sao. Cái tin nhắn đó là nó kẹt lắm nha quý vị. Người ta mà có chồng có con có vợ có con á, mình đừng có nhắn tin cho người ta tùy tiện nghe. Mình đừng có đùa nhắn tin cho người ta mà ngoài đời cũng vậy nè. Đừng có nhắn tin cái kiểu mà người làm nhắn tin cho sếp, hoặc là sếp nhắn tin cho nhân viên. Nhắn tin mà kiểu giỡn giỡn đùa không có chuyện gì, nhưng mà vô tình vợ hay chồng thấy được cái tin nhắn đó, từ đó về sau nó ôm ấp trong lòng sự bất an và lo âu vì vợ vì chồng. Quý vị thấy một tin nhắn mà hại người ta thấy chưa? Nên từ nó một cái tin nhắn của mình mà người ta thấy được, người ta lấy tin nhắn mình ta nhắn cho người khác mà nó xảy ra vấn đề. Cũng như ngày xưa như Đức kể một cái câu chuyện mà cái cô này điện thoại mà có hình đó, thì cổ điện thoại cổ chat nói chuyện trên Facebook luôn này kia với người này thân quá. Cuối cùng có một lần á thì cổ đang tắm á, thì cái điện thoại nó gọi đến cái đầu nó quay hết cái cảnh cổ đang tắm luôn. Đang nói chuyện nó quay hết luôn. Rồi nó quay xong bên cái thằng bên kia nghe, nó quay lại hết xong nó mới tống tiền cổ vào. Nó bắt buộc cô này là phải ăn ở với nó luôn. Nếu không nó đưa cái hình ảnh nó lên trên mạng, thì cái người này nghĩ rằng là cho một lần xong từ đó về sau nó trả luôn. Thì quý vị biết rằng là một lần xong nó trả cái phim khác thôi. Còn ngoài ra cái phim gốc nó vẫn giữ được. Vậy mà chịu 3 năm chờ phải chịu cho thằng đó gì. Và nó bắt phải lấy tiền trong nhà đem đưa cho nó luôn. Mà người phụ nữ rất là sợ, không dám nói cho chồng nghe. Vì nó nói rằng nếu cô nói cho chồng cô nghe thì cô sẽ bị chồng cô đánh đuổi ra khỏi nhà. Còn thà như vậy không ai biết hết thì không sao. Vậy đó quý vị, mà nó làm cho người phụ nữ này chịu mấy năm chờ. Cuối cùng người phụ nữ này chịu hết nổi à. Một lần nói thẳng với chồng luôn. Thì quý vị biết là người đàn ông nó ra mặt mới giải quyết được vấn đề. Rồi xong người đàn ông mới dẫn người vợ đến gặp Nhân Đức. Bây giờ vợ con như vậy, bây giờ con phải làm sao thầy? Nhân Đức nói tha thứ nếu anh còn thương. Tại vì sao? Một phần không phải là hoàn toàn vợ anh có lỗi, mà anh cũng có lỗi. Mình là người đàn ông đi làm kiếm tiền gì đi chăng nữa, mình cũng phải hỏi han gia đình mình, vợ mình sao, làm sao, công việc sao, có gì không, có gì phải cởi mở không, có gì phải nêu lên không, để mình cùng sắp xếp, mình cùng chia sẻ với nhau nghe. Mình phải, người đàn ông mình phải thường như vậy, mình phụ nữ cũng như vậy. Rồi mình phải thương con, mình phải hỏi con mình chuyện này chuyện kia, khi đi ra ngoài đi học sao, để có vấn đề gì hay không, để gia đình mình có sự nương tựa với nhau, để mà cởi mở để giải quyết vấn đề. Vậy thì nó rất là hay. Còn anh lo anh kiếm tiền, anh mặc kệ vợ anh không. Bao nhiêu năm nay vợ anh như vậy mà anh không biết ra. Chỉ có khi cũng buồn, có khi cũng buồn mà anh không có để ý đến cái vẻ buồn của vợ mình. Anh chỉ biết kiếm tiền, anh quên đi mất tiêu cái việc gia đình của anh.
Nên cuối cùng xảy ra 3 năm chờ mà chịu như vậy trời. Nó cuối cùng những Đức nói nếu bây giờ anh thương vợ anh thì thôi, đó cũng như là một bài học cuộc đời trả nợ đi. Anh hãy quên đi, mình là người đàn ông mà, quên phước cho rồi đi. Để mình xây dựng một gia đình lại thì cái tâm lượng mình mới lớn anh. Chứ bây giờ anh bỏ vợ anh thì thật sự anh cũng còn thương mà. Rồi con cái anh thì sao? Thôi gói gọn lại đi, giải quyết xong vấn đề rồi, vợ chồng cứ sống lại bình thường đi. Như Đức nói câu xong vợ chồng sống lại bình thường. Và lâu lâu cũng đi đến chùa mình tu hoài. Qua những câu chuyện đó quý vị biết rằng cái sự phát triển của xã hội này, nhưng mà nó có nhiều, rất nhiều cái sự tác dụng phụ. Nên chùa mình Như Đức đã nhìn ra được cái việc này. Nên Như Đức nói rằng chùa mình mà không xài điện thoại thì hay quá. Thật sự quý thầy không xài điện thoại rất là hay. Thường là quý thầy thường ở trong phòng có mình. Như Đức nói đây là quý thầy trong chùa mình đó nghe. Tôi không nói ai chứ, nói thầy trong chùa mình đó. Quý thầy ở mình không như bên đây nè. Những Thịnh ở một phòng, những quan ở một phòng, những đại ở một phòng, một người không à. Nào, còn ghi những Đức là yên tâm đi. Thật sự vì sao? Những Đức mới xài điện thoại. Với thêm một cái nữa. Thôi, tờ giấy những Đức nó lem hết rồi. Còn không có cái gì phải nói dòng do nữa đâu, hiểu không? Nó còn mấy ông mà trẻ trẻ đồ hoặc là ngoài đời cũng chưa từng trải hiểu đồ này kia rồi phiền lắm. Nên những Đức cứ nhắc hoài như vậy đó để cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi. Có khi mình đi vô chùa mình tu, vậy mà mình đi vô chùa mình dính thêm ông thầy đó. Quý vị cẩn thận đó nghe trợ. À, nó vừa bỏ cái cục nợ này mà lụm cục nợ khác tầm bậy, hiểu không? Nó lụm tầm bậy á, phải cẩn thận đó nghe. Tại vì sao khi ngồi nói chuyện nói dễ thương quá, với một nữa là nói rất là dễ thương. Nên từ nơi đó mà quý vị không có kìm lòng được đâu. Nên những Đức nhắc gì nên mấy cái bà sồn sồn đến đây giết nó cũng cứng khỏi cái tâm. Cũng hiểu được á, cứng khỏi cái tâm. Thí dụ như một người mà gặp mình mà nói ngọt quá, thôi mình tránh. Này nó không chân thật đâu. Cái người mà thà ban đầu nó bóp thẳng gì mà mình thấy còn yên tâm. Cái người mà như vậy thì nó đi đâu đi chăng nữa nó cũng không đến nỗi mình phải lo. Còn vợ hay chồng mình mà nó ngọt quá, nó dùng lời quá mỹ quá, thì mình biết là nó dùng với mình mê chết được, thì nó cũng đi dùng với người khác nữa. Nên cái người mà nó thẳng vậy mà không sao. À, nó không có gì đó. Nên những Đức sợ cái kiểu mà im mà mím cười rồi, cười nhẹ nhẹ rồi, nói chuyện quá mỹ rồi. Ừ, thôi kẹt lắm. À, nên những Đức nói rằng khi coi lịch sử khổ nhất, sợ nhất là vẽ tranh. Họa sĩ rồi đó. Nó làm cho quý vị nó dễ mê mẩn lắm, hiểu chưa? Rồi viết thơ rồi, viết văn rồi. À, chết. Lạ thôi. Mà đem những cái dạng đó về là ưa khổ mình lắm. Tối ngày nó cứ lả lướt, còn mình làm muốn te tu. Tay bồng tay bế mà cũng phải đi làm kiếm cơm. Không, cái nó khổ nghe quý vị. Nên từ nơi đó mà mình biết Phật pháp, mình hiểu quý vị ơi. Thôi bây giờ những điều như Đức nói đây, quý vị thấy Phật pháp mà không có nhân sinh ra Phật pháp đúng không? Mà quý vị nghe không được á. Nhờ gì nè mà nghe được nè. Nghe được cái người ta mới đến mà người ta thấy, ồ ông thầy này giảng cũng gần gũi nghe. Nghe thấy có kết quả liền à. Tự nhiên áp dụng liền được, đi đến đâu vậy? Mình là người có gia đình rồi, hoặc là có chồng mà thôi chồng đi chăng nữa, thôi mình đã ngao ngán rồi. Bây giờ một hai đứa con đó mà bây giờ cái gì lãng quạng, người ta nói chết. Mà con mình biết được nó kỳ cục dữ lắm. Thật sự nó rất là kỳ cục. Nên thí dụ như mình có chồng một đứa con, mà chồng mình với mình lỡ hết duyên hết nợ nhau, xa nhau. Thí dụ như mình đi đến chùa mình tu, đừng có mua cái gì cho một ông thầy, tầm bậy quá. Những Đức có bao giờ kêu bị mua cái gì cho những Đức không? Những Đức không có thích như vậy đâu. Nó thiệt, cứ cúng dường tam bảo đi. Chứ đừng có mua một món đồ cho ông thầy, cái đó là nó gầy dựng một tình cảm đó. Quý vị nói là người tu rồi không có tình cảm hả? Có khi nó còn tình cảm nhiều nữa. Nó đặt tình cảm nhiều để mà nó có cái vật chất, nó cũng như vậy luôn đó. Nên những Đức nói những điều này cho quý vị nghe để nhận thức đi khi đi về chùa. Nó không có đơn giản đâu. Bây giờ mạng truyền thông nó phát triển mạnh quá, nên con người người ta chỉ một hai tin nhắn thôi. Bây giờ bấm chat bên đây, bấm chat bên kia, bấm chat bên nọ, ngồi một chỗ có thể đưa tin qua 3-4 người luôn trong một lúc đó. À, ngủ chưa? À, cố gắng ngủ sớm nghe, sáng công phu nghe, ngày mai công phu thầy kêu nghe. Thấy không, tầm bậy rồi đó. Cái này là tầm bậy rồi đó quý vị, tào lao rồi đó, thấy chưa? Chỉ nhắc người ta tu thôi, sáng công phu mà kêu cái gì? Nó tu không tu kệ mồ nó, mình tu kêu gì mà kêu. Tầm bậy tầm bạ. Ở đây có bao giờ mà Như Đức kêu chị Thư, kêu chị Mai không, kêu bà Chuyển không? Có đâu. Bao nhiêu năm nay biết thấy
biết tôi rõ ràng tôi có kêu bà nào không? Đến chùa tu đi suốt, cứ gặp nhau ai với Đà Phật chào thầy thôi à. Chứ bơ chưa bao giờ cái chuyện bao nhiêu năm nay, chỉ có cái Tết năm nay gặp nguyên một cái nhóm mấy cô mà trưởng đoàn đâu mười mấy bà, nói chuyện chút xíu bao nhiêu năm nay mới được ngồi chung nói chuyện gì mà mười mấy bà một lượt chứ không phải một bà nào. Thấy là rõ ràng luôn đúng không? Dù cỡ nào cỡ nghe quý vị, những đức thường nói với quý vị rằng đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Đem Phật pháp giới thiệu. Chúng ta không có gì để ngồi nói chuyện với nhau mà cái gì cái này cái kia. Đã là một người phụ nữ, một người đàn ông, một người nam, một người nữ, nói chuyện không có nói cái chuyện gì, nói một chút phải bẻ đó, bẻ vào cái lái khác. Bẻ lái tầm bậy. Nói chuyện chút là lái tầm bậy, nó không lái tầm bậy thì không có câu chuyện. À, nó ngộ vậy đó. Ban đầu thì chia sẻ Phật pháp, chia một chút rồi chia tùm lum. Nên đi chùa cẩn thận nghe, có chừng chia tùm lum đó. Thà ngồi gì mà nó chia Phật pháp nè, nó đâu có dám chia cá nhân đâu. Nhưng mà ngồi cá nhân là nó chia tùm lum, chia một chút rồi chia tay chia chân, chia áo chia quần, nó chia tá lả luôn. Đừng có nói chuyện đơn giản. À, không, nhận đức nói như quý vị kinh nghiệm khi đi về chùa lắm á, rất là kinh nghiệm luôn. Nên cái chuyện mà mình là một người phụ nữ có chồng tuyệt đối không có đi về chùa mà nói là cúng dường cho một thầy đó một bộ đồ, cái quần cái áo để cho ông tự mua đi. Mình cúng dường là mình cúng dường, thầy muốn mua mua đi, nó không có gầy dựng cái đó. Từ khi người ta khổ quá, người ta cần quá, mình cúng dường người ta, cho người ta là để người ta muốn mua cái gì đó, người ta mua cái chuyện của người ta. Chứ mình đã có chồng là mình chỉ mua đồ cho chồng mình thôi. Chứ sao mà mình lại mua cho người đàn ông khác mà nói không phải này là thầy. Ồ thầy chứ không phải đàn ông hả? Thầy không phải đàn ông hả? Không lẽ cạo đầu không phải đàn ông nữa hả? Chắc là cạo đầu gọi là thái giám quá. Không lẽ cái quy tắc là đi cạo đầu là đi thiến? Vì nói nó cũng là đàn ông chứ nó là đàn gì? Hiểu chưa? Nhân đức nó thật sự, ví dụ nhân đức không đi tu đi, vợ nhân đức đi ngoài đời đi, mà nó đi chùa mà nó đi mua đồ cho người thầy khác, nhân đức đâu có chấp nhận đâu, không có thích như vậy. Nói tại sao anh ích kỷ quá? Không có ích kỷ đâu em. Thật sự mà nói gì cái việc gia đình và tình cảm gia đình, hạnh phúc gia đình, anh không thích như vậy. Vì em hãy suy nghĩ thật là kỹ đi. Trong cuộc đời em đến với anh chỉ có anh thôi, không phải là ích kỷ. Nhưng mà để hạnh phúc một gia đình, anh phải là như vậy. Anh không thể nào để cho em là một con người con phụ nữ nhẹ dạ tùy tiện như vậy. Lâu ngày nó thành ra chuyện xảy ra, lúc đó giải quyết không được. Thà anh là người đàn ông, anh quyết định từ đầu, em muốn nói gì là nói. Nhưng anh quyết định như vậy đó, không có được như vậy. Phải giải thích kỹ cho vợ mình nghe. Là đi đến chùa chỉ có nghe pháp tu, chứ tuyệt đối không có ngồi on đơn nói này nói nọ. Không có đi ăn chung, không uống đi cà phê chung, không làm điều đó thì được đi chùa. Còn đi đến chùa mà như vậy anh biết được là chết. Rõ ràng không? Đó, mình là đàn ông nghe vợ mình đi chùa mình cũng nhắc vậy luôn đó mấy ông ơi. Hãy nhắc như vậy đó. Đừng có bao giờ mình nói rằng trời ơi nó là vợ của mình, thứ kỵ mồ. Sau này xảy ra vấn đề mình khó xử lý lắm. Rất là khó xử lý. Người phụ nữ nó gần ai là thương người đó à. Nó kỳ cục, nó gần gũi là nó từ thời gian là nó thương à. Nó dễ thương dữ lắm. À, cái người phụ nữ quý vị biết họ không cần thương người đó, người đàn ông chỉ cần đến với họ trong cuộc đời họ thôi là họ sẽ từ từ họ nuôi tình cảm liền. Chỉ cần đến lo lắng cho họ chút chút là họ thương liền. Rất là dễ thương. Và họ cũng dễ quên nữa. Họ thương rồi mà họ gặp người khác lo cho họ thời gian là họ thương người khác, họ quên người này à. Mà họ quên rồi mà họ cũng không nói họ quên nữa. Mà họ gặp lại là họ nói còn thương. Trời ơi họ tham dữ lắm, họ không chịu buông đầu nào hết trơn á. Nên cuối cùng nó mới thâm vốn liếng. Con người chúng ta thành công trong cuộc đời này là đã cầm cái này mà muốn cầm cái khác thì phải buông cái này để cầm cái khác. Còn muốn cầm cái kia là phải buông hết tất cả để cầm cái kia. Thì mỗi khi cầm là phải cầm đúng mục tiêu, chứ đừng có nên một lúc mà cầm nhiều thứ. Hai cái tay cầm mà hai cái chân ngoéo. Vậy thì quý vị nghĩ thì cuộc đời quý vị sẽ ra cái gì đấy. Nên sống trong cuộc đời này nhớ nè, thường tham là thâm à. Mà nó không có cái gì hết trơn á thì nó không biết tham bao nhiêu. Nhưng mà khi đã có rồi là đã tham. Mà tham thì giữ, giữ có chừng mắc sạch luôn. Mà cuộc đời khó có được niềm vui lắm. Những bài chia sẻ Phật pháp này nhân sinh đó quý vị. Nó vừa có niệm Phật giảng sanh mà nó rất là đặc sắc, đi vào lòng người những tư tưởng này luôn. Nó xác thực nhất rồi đó. Đó nên những đức nói với vị nghe chứ mục tiêu mình hướng dẫn Phật pháp người ta là để người ta được lợi ích. Mà đã người ta được lợi ích thì người ta sẽ biết hộ trì Tam Bảo à. À người ta lợi ích là người ta sẽ biết hộ trì Tam Bảo liền vậy đó. Tại vì người ta thấy Tam Bảo giúp cho người ta được lợi ích. Nên người ta được lợi ích thì người ta sẽ hộ trì Tam Bảo.
Nó nên những đức học Phật bây giờ tất cả các cô đi đến chùa mình thấy không? Mình thấy không? Mình đến với nhau thoải mái ghê cho vui ghê không? Đi vô chùa mỗi người mỗi việc mỗi tay, mỗi việc làm việc lo giúp đỡ cho chùa, người lên nghe pháp thì cùng nghe, người lên tu thì cùng tu, người sắp đồ cúng thiết thực thì đem ra dọn cúng thiết thực. Nghĩa là mỗi người mỗi công việc chứ còn như tới giờ lên giảng pháp mà. Là xong giảng pháp xong rồi đi ăn cơm xong rồi đi ngủ. Hỏi bây giờ chúng con ngủ ở đâu, mấy cô mấy bà tự đi kiếm chỗ ngủ đi. Kiếm ở đâu ngủ được thì ngủ. Hiểu không? Tôi đi kiếm chỗ của tôi cho nó chắc. Mọi người tự lo cái chuyện đó đi. Hiểu không? Chứ bây giờ mà giờ chia sẻ bọc pháp xong, ăn cơm xong, rồi bắt đầu là thầy chúc con gặp thầy chút. Cái bà kia chúc gặp. Ví dụ như 11 giờ gặp bà này, 10 phút sau, 11 giờ 15 gặp bà này, 11 giờ 20 gặp bà này, chiều. Nó ngắt ngay hết trơn, vì sao nó mệt chết mồ luôn. Chia sẻ bọc pháp 1 tiếng đồng hồ không mệt, mà gặp cái kiểu đó nó mệt ác đạn. Nên những đức chia sẻ bọc pháp hoài được luôn là do những đức mới gặp ai đó quý vị. Còn cúng dường chỉ nó bỏ thùng tâm bảo xong. Khỏe re như bò kéo xe. Hiểu chưa? Đó. Nên thì biết rằng Phật pháp nó lợi ích lớn dữ lắm đó nghe. Nhất là cái pháp tu. Cái pháp tu. Cái pháp tu rất là lợi ích. Nhưng Đức nói với quý vị nghe chứ, buổi sáng chỉ cần lễ Phật một thờ thôi thì con người quý vị sẽ thấy cái trạng thái con người quý vị liền. Nó thoải mái đừng có nói nữa. Cái thờ lễ Phật đó 45 phút không đơn giản đâu. Trời ơi, lễ Phật một thời thì quý vị thấy cái trạng thái mình thoải mái. Bữa nào mà không lễ Phật vì thấy con người mình nó cù khờ làm sao, nó mệt mỏi làm sao á. Tại vì câu ai với Đạo Phật là tích tụ nguồn năng lượng rất là cao. Quý vị biết rằng là những đức tại sao mà cả ngày bao nhiêu việc gì mà lên là chia sẻ Phật pháp nó hừng hực à. Nó có năng lượng nó mới nói chuyện gì á. Chứ nó mà không đủ năng lực cái cách nói chuyện không có thu nhiếp được đâu. Thí dụ như một con người mà nó không đủ năng lực á nghe, không có năng lượng, họ nói chuyện quý vị nghe chán ngấy à. Nói một chút là buồn ngủ, ngủ liền. Bây giờ bao nhiêu con người gì ta, những đức nhìn xuống những đức thấy đâu có ai mà ngủ gục đâu. Không thấy, nghe không? Mới bước vô thì nói chuyện mấy câu thì tự nhiên thấy có một hai người nghe. Nhưng mà một chút cái đầu này nó đi sâu vào được, nó tỉnh luôn quý vị. Nhất mà con người mà vui được là nó tỉnh. Mình làm sao làm cho người ta cười á là nó tỉnh nè. Còn quý vị mà giảng có hay gì hay mà họ nghe mà họ cứ một chút thôi nghe. Giảng thiệt là hay luôn nhưng mà ngộ thay không cho họ cười á là họ ngủ. Thiệt luôn á, không cười là ngủ liền. Nhưng mà cười là tỉnh veo rồi nghe. Họ cười là họ tỉnh nhưng mà làm cho người ta cười không dễ đâu. Làm cho người ta cười không dễ đâu. Bây giờ quý vị nói quý vị thọt ép họ, họ cũng không cười nữa. Nó đã không cười rồi thọt ghét cũng không cười nữa. Nhưng mà nó mà đã cười rồi nhìn mặt mình cũng mắc cười nữa. Mà muốn cho người ta nhìn cái mặt mình mắc cười thì mình phải làm sao? Niệm ai với Đạo Phật. Nó có duyên thì tự nhiên người ta cười à. Đó, thứ ba tới là ngày gì? Biết không? Ngày lễ anh em. Hiểu không? Bữa đó tổ chức cho mấy cụ già lễ tình nhân. Thứ ba. Quý vị biết vì sao mà chùa mình mà người ta sống vui quý vị? Sống động. Sống động, hiểu chưa? Chùa mình là gì? Sống động. Nên người trong chùa mình bao nhiêu trăm người sống vẫn là vui là vì sao? Sống động. Những đức á, lễ lọc ngày gì là có bài pháp. Lễ lọc ngày gì là có bài pháp. Án tổ ngày nói một câu vậy nè. Tôi á, khi nói chuyện á, tôi ưa nói gì người phụ nữ này kia lắm. Cả những cái việc mà ngày tháng mà những người phụ nữ nó có ngày tháng không lên chánh điện tu được, tôi nói thì sao không được. Đó là cái việc mà nhân sinh của người ta. Chứ người ta đâu có muốn gì đâu, Phật nào mà trách như vậy. Chỉ có cái là mình mệt mỏi thì mình không lễ Phật được thì mình ngồi niệm Phật. Chứ mình lễ Phật được thì mình cứ lễ Phật chứ làm gì không được. Cái lý gì không được. Dơ giấy gì? Ai muốn dơ giấy đó? Có người phụ nữ nào muốn mình như vậy để dơ giấy không? Mà là do số phận cuộc đời người ta như vậy. Mà đã là số phận như vậy mà người ta còn không được lên lễ Phật thì phải là quá hẹp hòi, thiệt thòi với người ta không? Trong khi Phật pháp thì từ bi mà. Án tổ ngày nói tôi là những cái việc kín đáo nhất tôi cũng nói tôi vậy nè. Ai nói tôi là một ông tăng sao kệ người ta. Nhưng tôi vì chúng sanh mà nói. Vì đọc sách Án tổ thì có câu đó đó. Nên quý vị biết rằng là
Tất cả những chương trình này, chương trình kia, lễ lọc, những đức đều có một bài pháp mà. Như cái bữa đó quý vị sẽ thấy một bài pháp xuất hiện lúc 12 giờ khuya. Vì đón nghe đi à, những đức giảng rồi đó. Kêu chú Kiệt cũng làm rồi, nguyên một bình hoa hồng bự tặng quý vị. Không, kệ, nó vẫn là một ý nghĩa của cái ngày đó mình giải thích cho người ta nghe. Nó đâu phải chỉ là một cành hoa, một món quà, một nụ hôn là xong. Cuộc đời con người ta có thể cả đời người ta không lẽ chỉ có những giây phút một chút vậy thôi, hoặc là một tháng, một năm chỉ có ngày vậy, không có đâu. Chúng ta phải bổ túc làm sao mà ngày nào cũng là vậy hết chứ. Vậy thì cái sống của người quá đặc biệt quý vị. Quá đặc biệt chứ đâu phải là chỉ có ngày đó thôi. Nhưng mà ngày đó là ngày nó tưởng nhớ để nhìn lại, để coi cái hành động của mình sao. Mà ngày đó cũng là ngày cơ hội rất lớn để đi phá thai. Quý vị ngoài đời, quý vị đi tìm hiểu đi. Phải là ngày đó quý vị đi tìm tất cả khách sạn, phải là nó khó tìm phòng không? Những ngày khác thì còn ế, nhưng ngày đó đắt lắm á. Một cành hoa, một món quà thôi đó, mà em phải te tu. Hiểu chưa? À, nếu mà không giảng gì quý vị sao cừ. Cái này mà không nói chắc ngồi nghe pháp hết ngồi nghe quá. Hiểu không? Đấy là gọi là nhân sinh sống. Để cho người ta nhìn được cái thảm họa của cái niềm vui. Thảm họa của niềm vui. Thấy không? Thảm họa của niềm vui đúng không? Nó lợn ha. Bây giờ ví dụ như tỏ tình chút xíu, cành hoa hồng, quỳ xuống cho em à, anh quỳ một chút thôi, chút em sẽ biết. Thấy không? Thê thảm không quý vị? Tất cả phụ nữ đây hãy nhìn nhận đi đúng không? Vài lời ngọt ngào, một cành hoa, một món quà, mà em không khéo em sẽ thê thảm đó. Ừ, đúng chưa? Đó, lấy lòng thôi. Nhưng nếu là chân thật và nhiệt tình, là một cành hoa này là một cái nhân con người đến với con người, phải thật thà, nhiệt tình, hết mình đến với nhau. Và khi đến với nhau vì hôn nhân phải suy nghĩ cho thật kỹ. Rồi chúng ta phải chịu một cái trách nhiệm đối với chúng ta khi đến với nhau. Và sanh con đẻ cái, chúng ta có trách nhiệm để dạy con cái đàng hoàng. Có nghĩa là cái ban đầu của một cái lễ này để nhắc chúng ta một cái trách nhiệm khi giữa con người đến với nhau. Còn bây giờ ngày nay đó là cái ngày mà cơ hội. Cơ hội dẫn em đi biển. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà cái ngày đó là cái ngày mà cũng nhiều người sát sanh vì nghiệp phá thai. Đó, nên bây giờ mình ở trong chùa thì thôi mấy bà cụ cũng là phụ nữ chứ cái gì. Thì già chứ cũng phụ nữ chứ cái gì. Hiểu không? Thì mình tự nhiên ngày đó những đức mua tính ra cũng 50 cái bánh kem. Thì bà đậu tràng bên kia 18 cái. Đạo tràng bên Đại Tùng Lâm với Bảo Tháp 20. Còn nhiêu thì bên đây cắt ngừ miếng. Rồi bên đây thì bánh hỏi. Bên Đại Tùng Lâm bánh hỏi. Bên Hộ Pháp bánh xèo. Hiểu không? Ai thích lỡ đó lỡ ngày đó tôi tổ chức lễ tình nhân. Hiểu không? Tôi sẽ tặng cho mỗi người một đóa hoa hồng. Chuyển nó tặng hết cho bà luôn á. Lỡ đó đi. Ngày đó tôi bắt tivi lên hoa hồng bao la cho mà tặng thoải mái luôn, ai cũng có, ai cũng coi được chứ không có cá nhân ai, đúng không? Thì thấy không, đó nó bây giờ thích lỡ đó, vợ chồng đồ dẫn đến chùa đi ăn bánh xèo, ăn bánh hỏi qua đây, nó bánh kem đồ ăn, khỏi tốn tiền mà lại có tình cảm của với con người, được đến chùa, được nghe giáo dục nữa, hiểu không? Đó, thấy đặc biệt chưa? Như vậy nó không có tạo nghiệp quý vị. Mà làm cho các cụ mình phải vui lắm mà. Nhưng Đức lại có lời nói nghe à, hôm nay là ngày như vậy nói cái mấy bà cụ cười quá trời luôn. Mấy bà cụ cười vui lắm quý vị. Mình làm sao mà mình tạo điều kiện cho người ta được vui, người ta được cười là hạnh phúc rồi. Người xưa nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì sao mà mình giảng mà người ta thích nghe? Vì người ta được cười nhiều. Cười nhiều là người ta sẽ thích à. Quý vị công nhận không? Cười với nó đẹp. Khi quý vị cười á, là nhìn cái sắc diện quý vị nó hồng lắm. Nó rất là hồng hào. Và khi quý vị mà sân si á, thì nhìn cái mặt quý vị đen thui. Sân si là nó đốt tế bào của mình, mặt đen thui. Còn khi mà mình mà vui hoan hỷ, mặt nó hồng. Quý vị biết rằng á, tại sao những đức ít bao giờ có tâm trạng buồn lắm. Ít bao giờ lắm, vì sao? Những đức giảng pháp suốt sao buồn. Tất cả những cái gì những đức buồn trong lòng những đức đều nói ra hết trơn. Những đức đều có cơ hội nói ra và lý giải cho mình và cho người luôn. Nên những đức sạch sẽ những cái nỗi buồn trong lòng luôn. Cái điều chia sẻ là điều rất quan trọng. Đây là cơ hội rất là đặc biệt được chia sẻ Phật pháp.
Nên tất cả những cái gì u uất trong lòng, lo âu buồn phiền như Đức nói ra chưa? Nói ra mà được còn lý giải nữa chứ. Nhiều người giống như những Đức cũng được cởi mở luôn. Nên những Đức rất là nhẹ nhàng, thường ngày ưa cười. Thấy chưa? Không? Những Đức thường nói rằng bây giờ người ta hô gì nè, mày thấy cười chưa? Ở dưới nhìn xuống không? Ở dưới nhìn lên mới lộn. Ở dưới nhìn lên thấy không? Cười thấy hàm răng không? Vậy mà người ta còn thích cười mà. Cái vị cười đẹp quá thì cứ cười đi. Cuộc đời của người chúng ta sống mấy chục năm trong cuộc đời này quá ngắn ngủi. Chúng ta khổ thì sống thì không nên. Từ hôm nay gặp Phật Pháp rồi, bất cứ con người nào sống trong cuộc đời này đừng nên khổ để sống. Hãy vui để sống thì có ngày mai. Mỗi ngày có nụ cười là chúng ta có tương lai. Nhớ nha. Mỗi ngày có nụ cười là chúng ta có tương lai. Còn mỗi ngày không có nụ cười thì chúng ta không có tương lai gì hết trơn. Sự hạnh phúc niềm vui cuộc đời là cái gì? Là từ nội tâm phát ra. Chứ nếu như quý vị giàu sang phú quý mà mỗi ngày cái mặt rầm rầm, giàu mà đi đâu cũng đi quán xuyến rồi nhân viên rồi đi coi hàng hóa rồi, cái mặt giàu sang tiền bạc cặp cặp xách đi mà cái mặt đụng cái này chữ đụng cái kia chữ thì thôi quý vị không có tương lai gì hết trơn, vì thê thảm quá. Những ngày tháng đó là những ngày tháng thê thảm của cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng ta nghèo, chỉ có 3 bữa cơm thôi, vậy mà vui được không? Được chứ, tại mình không chịu vui. Nó bây giờ như chuyện trong chùa mình, những đứa có lo hoài lo cũng không xong. Những đứa thấy rồi, làm hoài làm cũng hết. Quý vị coi, vừa cái này thì tới cái kia. Nó bây giờ díu con âm mà bắt đèn, mới bắt xong, nguyên cái vàng đèn rực rỡ. Mà những đứa cái quan niệm những đứa nghe, cái nơi chùa chiền phải sát, vô thích. Chùa mà tối có sợ ma. Mà nói thiệt, mình vô chùa tối có sợ ma lắm quý vị. Nhất là vô bằng linh mà mờ ảo ảo. Những đức khuyên những người mà chùa mà thờ linh nhiều nên bắt đèn rực rỡ ngay bằng linh. Linh cũng phải đèn sáng như chúng ta thôi, đúng không? Đèn phải sáng rực rỡ, đèn phải cho đẹp. Thiết kế rồi bằng linh đồ nghe. Hình ảnh để cho nó ngay hàng thẳng lối cho nó đẹp. Bằng linh á, cái này là cái quan trọng. Nó còn nếu được cái nữa để cái tivi trực tiếp á, để hình Di Đà đâu á, chiếu chiếu hậu quang đâu á, ngay bằng linh á, hậu quang hoặc hay là chiếu 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 rồi đó, để ngay bằng linh, để thì máy niệm Phật, để gì cho linh người ta mỗi ngày ta niệm Phật nó muốn sanh cực lạc, mà bước vô bằng linh cái thấy không có sợ ma. Còn bằng linh mà để đèn mà kêu đèn đèn màu đỏ vì đèn màu đỏ mà thờ linh á, bước vô bằng linh mà thấy đèn màu đỏ, đèn không sáng màu đỏ rồi đó, bước vô nó ớn quá, vô đây sao nó lạnh nó kỳ quá, đúng không? Còn gặp mà gọi là thần linh mà đèn màu xanh nữa, vô mà nhìn da mình nó xanh lèo, nó vô đây sao ớ là lạnh kỳ quá, trời đỏ xanh kỳ quá, đúng không? Vô linh là phải đèn màu trắng màu vàng kết hợp lại thì cái bàn thờ linh nó rực rỡ màu sáng lên. Ta vô ta thắp nhang ta cũng sợ ma nữa, thắp nhang mà thấy thích lắm, nó cái cảm giác đó gọi là từ trường thờ linh tốt. Nên chùa chiền phải bắt đèn cho nhiều à, buổi tối buổi chiều cái bắt một phát cái đèn rực rỡ lên để cho con người sống trong ngôi chùa đó thấy thích sáng quá, hiểu không? Như díu con âm đây quý vị biết lại ngồi đó mát cho quý vị thấy, đó là ngay ngọn gió mát dữ lắm. Chiến này mà lại ngoài đó này, ngay chùa mới năm nay nghe, tập trung gì lễ ầm ầm hiểu không? Ồ, thật sự mà nói mỗi lần mà lễ lọc mà tu cái gì như đứa có động viên á. Có nhiều cô nó thật sự với thầy, con là dự định chuyến này không đi, mà nghe thầy nói 2-3 lần đi luôn, chịu không nổi. Không, cái động viên người ta phải kiên nhẫn nghe quý vị. Động viên kiên nhẫn. Như ngày xưa mà như đứa xấu mà như đứa chọc cô nào, chọc như đứa lì, lì ác đạn luôn. Bây giờ đi tu cũng lì luôn. Hướng dẫn người ta mà khuyên người ta đi tu mà lì thấy ghê. Ngày nào cũng nói như nhiều người nói bộ thầy nói hoài thầy sợ nhàm. Tôi không có sợ nhàm, tôi không có sợ nhàm. Tôi ngày xưa mà tôi làm cái gì là tôi bền chí lắm, tôi nấu ăn là tôi nấu cho tới cùng luôn. Rồi tôi mà chọc ai được chọc cho tới, chừng nào mà người đó chửi tôi mà đến mức mà tôi thấy không được gì tôi mới đi. Chứ tôi không có bỏ cuộc dễ dàng đâu. Ngày nào tôi cũng đến tôi nói một câu hoài, anh đi quen, nói hoài cái mặt kỳ cục mặt xấu, đi ra chỗ khác hô, đi ra chỗ khác anh vẫn yêu em.
lì giết ghê, mưa gió cũng lạng đến giết vậy mà nhỏ thương luôn. Trời là trời, đúng lắm. Đúng lắm, đẹp trai không bằng trai mặt, trai mặt là thành công. Sau này thành công rồi, nói đúng là thấy anh thì xấu nhưng mà gần thấy thương. Tại vì sao? Lo lắng, nhiệt tình, vui vẻ. Không, cái lì nó ghê lắm nghe, không có giỡn đâu. Lì là ghê lắm á, lì mà phải chọn được mục tiêu để lì. Cho quý vị biết, giống như bây giờ mình gặp tịnh độ này mình phải lì, mình niệm Phật, ai nói gì nói. Niệm Phật là niệm Phật à, ai nói gì nói, cứ niệm Phật. Đã nhắm được mục tiêu rồi, chọn được mục tiêu rồi, quyết chí làm tới cùng, hiểu không? Là thành công liền. Như hồi nãy câu đầu như thế, nói đi học mà chọn ngành, cái ngành đó là phải học cho tớ luôn để ra cái nghề đó, chứ không nói vòng vo. Những đức nói vì trong cái cuộc đời này bất cứ một cái nghề nào, ví dụ vì đi lượm bọc đi chăng nữa, mà vì lượm nhiều năm mới vì cũng mở ra một cái chỗ mà thu gom đồ mũ làm chủ luôn. Lâu ngày nó vẫn có thành quả của nó đó quý vị. Nhưng mà con người không kiên nhẫn là hoàn toàn thất bại, không kiên nhẫn là thất bại liền. Bây giờ quý vị ngồi đây cũng kiên nhẫn nè, đau chân chết, nhưng mà kiên nhẫn ngồi là thấy hết thờ, sắp sửa, sắp sửa hết thờ đó, thấy chưa? Nhưng mà nếu không kiên nhẫn là giọt mắt tiêu liền. Tự nhiên á, đầu nghe, mình nghe, chân không nghe. Chân đứng là chạy mất tiêu, nó không nghe, thấy không? Rớt. Nó nên á, mình á nghe, đầu nghe, mình nghe, chân ngồi để nghe cho tao, thấy không? Kiên nhẫn. Trời ơi, quý vị chỉ có ngồi thôi. Còn những đức nói nè, lỡ quên sao? Là không biết nói gì sao? Quý vị có cái chuyện mà khi mà mình đứng trước mọi người mà mình nói, mà mình nói không được không? Có đó. Vị lên đây thử đi, lên đi, vị nói vài câu thử đi, rồi vị sẽ biết à. Nói vài câu thôi tự nhiên. Mà nó không cười được như người ta gì đâu. Khi không nói được nó ngập ngừng, mà nó có cái gì nó nằm cái cuốn họng mình á. Quý vị nhớ ngày xưa mà quý vị đã yêu ai không? Mà gặp nhau không? Nó kỳ cục ghê, mình gặp người đó là mình chưa gặp, mình đã suy nghĩ ở nhà. Gặp phải nói này nghe, nói này nghe, nói nè, nhiều chuyện nói lắm. Nói tá lả âm binh, vừa gặp một cái quên mất tiêu quá trời rồi, trời trời. Hồi nãy tính nó già quá trời, luôn viết giấy thẳng luôn, giấy nó mất tiêu luôn rồi trời. Trời ơi, đấy, gặp nó sợ quá, xé tấm giấy mất tiêu. Nó kỳ cục như vậy ơi. Đó gọi là gặp đối thủ đó. Gặp đối thủ trong lòng mình, tự nhiên nó rụng rờ tay chân quên sạch nhất. Còn ngồi không nói được cái gì mà cứ bứt lá cây. Ngày xưa mà dưới quê mà cặp tình nhân nào mà nó ngồi nói chuyện ngay bụi chuối là xé lá chuối tè tua, nó xé tẹt 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 tẹt. Nó kỳ cục, nó không nói chuyện được thì nó bứt cỏ. Con người mà nó rất là lạ. Vì sao mà người ta gặp nhau mà ta uống ly nước thì biết vì sao? Vì không có chuyện gì nói nên uống nước. Ngày xưa mà chân đức mà trời ơi, không có chuyện gì nói mà gặp thì muốn nói, cứ uống nước hoài, uống chung cái bình, cứ bụng trên bình. Quý vị nói này là xác thực nhất luôn đó quý vị, phải không? Nó run sợ rồi tự nhiên nó mất hết cái tâm trí của mình. Nên con người mà giữ được trạng thái bình tĩnh thì nó thành công rất là dễ. Con người mà run sợ là mình sẽ mất hết cái tư tưởng của mình luôn. Mình nhớ ngày xưa rõ ràng mà, ngồi ngay bụi chuối chợ là chợ cỏ Mỹ rồi cỏ lông gà gì, bước tá lả bình rồi bước chú không còn gì thì móc đất liền. Liền sẹt sẹt chút chó bay ra sữa chạy muốn gần chết. Nó tại mày mày tào lao thấy ghê luôn, tự nhiên cái gì đâu mà kỳ cục, tự nhiên run sợ lên không biết làm gì, lấy tay xé lá chuối tẹt tẹt tẹt. Cái nhà người ta kế bên nói ai xé lá chuối vậy? Ê chậu là chậu mày sao tào lao, mày xé lá chuối gì vậy? Chạy ra nó chửi mày chết bây giờ. Nó ôi ôi quý vị, con người mà nó run sợ là nó mất hết ý chí à. Nên con người mà duy trì được cái ý chí của mình mà mạnh mẽ là con người nó không run sợ. Mà suy nghĩ kỹ ra run sợ làm gì? Run sợ nó không giải quyết được vấn đề, mà mình hiểu mới hiểu được mới làm được. Còn không hiểu là nó run ghê lắm. Bình thường vị lên đây nói là cái ngã của mình là cái ta của mình. Và tự nhiên nó thấy người ta nghe mình không biết mình nói đúng hay không. Nó vừa nhiều cái tâm trạng nó gom lại. Khi vừa lên đây cái những cái thứ đó nó lấp ngay cổ họng mình nói cái nó gì. Cái tiếng bình thường thì gì mà tự nhiên bữa nay lên cái nó nghẹt, phải không? Nó nghẹt lại mà nói không được. Đó, đó là gì? Run sợ, mất lý trí. Hiểu không? Nó không bình tĩnh nữa. Những đức nhớ ngày xưa mà lúc mà cấp còn nhỏ, chọc mấy đứa nhỏ rồi dẫn đi chơi. Mình hồi xưa là cái thời bằng quần jean quý vị. Quần jean á. Ngồi mình nói chuyện mình không biết nói một cái gì. Mà
mà mình muốn nói lắm mà không biết nói cái gì. Cuối cùng nó ngồi kế bên mà tay nó rung nè, rung nè, bưng ly nước lên, bưng ly nước rồi làm nè, nước lên rồi không biết nói gì. Cuối cùng chút buông nước xuống thì không có cái gì, mà bữa đó ngay cái chỗ không có cây chuối. Cuối cùng tự nhiên cái đầu cầm dây lên tiêu quần, cái tự kéo sột 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 sột. Tự nhiên cái con nhỏ ngồi kế bên với nhỏ bạn ngồi kế bên nó nói én ơi én, ma én luôn. Mà nói một trời trời mày vô duyên, mà tự nhiên sao mà bị kéo dây tiêu kỳ cục, cái thứ gì vô duyên cái ghê. Về nhà mấy ông bạn nói mày khùng cái gì tự nhiên ngồi nói chuyện không nói kéo dây tiêu sụt sụt bài kỳ cục. Nó chậu chậu tự rung quá trời rung, tôi hết biết cái gì hết chứ, sợ quá trời sợ. Ông nó kỳ cục đó nghe quý vị. Tình cảm mà làm cho ta sợ kinh khủng vậy đó quý vị, đã từng yêu quý vị biết, mà nó sợ kỳ cục lắm. Tự nhiên hết biết cái gì chứ, tự nhiên kéo dây tiêu sụt 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 sụt. Nhỏ kia tưởng đâu mình định làm cái gì tầm bậy, nó ma nó chạy mất tiêu. Mình về mình nói trời ơi mày khùng cái gì tự nhiên kéo dây tiêu chi mày bắt trợn á. Về mình lấy cái tay này quýnh cái tay kia, mình nói mày cái tay mày khùng cái gì tự nhiên xong mày kéo dây tiêu chứ, nhát hít cầm tay còn không dám mà kéo dây tiêu làm gì. Trời ơi quý vị thấy không, nó đây là những điều những Đức nói với vị nghe nha. Khi con người mà run sợ thì hoàn toàn mất lý trí. Vì thì cặn tử nghiệp mà sợ chết thì hoàn toàn mất đi cái tâm niệm Phật giảng sanh. Vậy thì cái người niệm Phật giảng sanh là gì? Là lúc bình thường không sợ chết, lúc bình thường không sợ bệnh, lúc bình thường không sợ mất mát gì, thì lúc cặn tử nghiệp cực kỳ bình tĩnh, nó mới đề xướng được câu Phật hiệu. Chắc chắn nó mới đề xướng được câu Phật hiệu. Còn nếu như mà lúc bình thường cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, người này không phải là người niệm Phật giảng sanh. Người niệm Phật giảng sanh là lúc bình thường họ không có sợ cái gì hết trơn thì mới là niệm Phật giảng sanh. Quý vị kiểm lại đi, người mà niệm Phật giảng sanh là toàn người rất bình tĩnh, đụng duyên đụng cảnh gì họ cũng rất là bình tĩnh. Như vậy thì người này mới là gọi là công phu niệm Phật. Còn nếu như người niệm Phật mà đụng cái gì cũng sợ là quý vị không phải là người niệm Phật đâu, chắc chắn quý vị luôn. Quý vị còn nhiều cái phải dính, nhiều cái phải buộc quý vị quá, cái thứ gì quý vị cũng sợ mắc lắm. Nó chồng tôi, vợ tôi, con tôi, chồng tôi, tôi đặt vai trò chồng tôi là số 1, chồng tôi là đặc biệt nhất, coi chừng thất vọng. Coi cô kia của nó, thầy, con nói thiệt với thầy chứ, con đã từng tin tưởng rằng chồng con là số 1, từ đẹp trai, nói chuyện dễ thương, nói chuyện mà coi là hoa mỹ, nói chuyện trộn nghe một cái là chết được thầy ơi. Con nói thiệt trong lòng con là chồng con là tuyệt vời nhất luôn. Vậy mà cuối cùng đổ vỡ ra chồng con có 2-3 bồ nhí. Có nghĩa là con giống như từ trên núi cao mà rớt xuống vậy thầy. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Đối với con người không phải là hoàn toàn nghi ngờ, mà cũng đừng nên hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng con người nó có cái tính của nó, chứ đâu phải đặt cái tính của nó vào cái tính của mình được. Nên có, mình nhìn người ta thì vậy, nhưng mà tâm người ta thì lại khác. Nên chúng ta phải chừa lại cho mình một lối thoát. Đúng không? Mình phải chừa lại cho mình một lối thoát. Mình có thương ai đi chăng nữa mình cũng có cái câu thòng: lỡ anh bỏ em thì sao? Đúng không? Mình hỏi mình á, mình hỏi mình thì đừng có nói với người ta là lỡ anh bỏ mình thì sao. Anh là số 1 trong lòng mình, nhưng nếu anh bỏ em thì sao? Em số 1 trong lòng anh, mà nếu em bỏ anh thì sao? Mình đặt câu hỏi gì? Bây giờ tôi thương con tôi vô cùng, tôi lo cho con tôi, mà lỡ con tôi bắt hiếu với tôi rồi sao? Đặt câu hỏi trước đi. Mình đặt câu hỏi trước để có giải đáp đi. Nếu nó không có cái giải đáp đó mà con mình tốt đẹp, chồng tốt đẹp, vợ tốt đẹp thì không sao. Nhưng nếu lỡ xảy ra vấn đề như vậy trong cuộc đời mình thì sao? Thì mình đã có giải đáp rõ ràng, thì ta cũng phải sống. Thì ta cũng phải sống, và ta cũng phải cười, ta phải sống cho tốt hơn nữa, chứ không thể nào đi vào con đường bế tắc được. Vậy thì cuộc đời quý vị mà nghe gì rồi là nó không bao giờ cái chuyện, vì sẽ đi vào cái tác dụng phụ là chúng ta không còn một cái gì gọi là vướng víu. Tại vì mình hoàn toàn mình bỏ vào họ là mình vướng víu vào họ thôi. Khi họ buông tay mình ra một cái là mình chẳng như là gọi là chốc gốc luôn. Quý vị nhớ nghe, chỉ có cái tâm toàn ý là bám vào ai mới là toàn tâm toàn ý. Phật A-di-đà. Nhớ. Trời ơi, Phật A-di-đà ngài chung tình dữ lắm. Ngài không bao giờ phụ tình quý vị. Quý vị đến với Phật A-di-đà bao nhiêu thì ngài sẽ trả lại cho quý vị bao nhiêu. Quý vị đến bao nhiêu thì trả lại cho quý vị bao nhiêu.
Quý vị đến với con người thế gian này chưa chắc quý vị đến với họ một, mà họ đến với quý vị một. Chưa chắc họ quý vị đến với họ mười, mà họ đến với quý vị mười, chưa chắc đâu. Nhưng mà Phật A Di Đà quý vị đến với họ với Ngài bao nhiêu là Ngài sẽ trả lại bao nhiêu 100%. Ngài không bao giờ trễ hẹn, chắc chắn với quý vị luôn. Con người còn trẻ gặp nhau hẹn thứ ba lễ tình nhân, gặp nhau ngay cây chuối gần cây cầu khỉ. Lúc ban đầu thương quá lợi trước thời gian 10 phút để đợi. Lúc ban đầu mà thương quá đến trước 10 phút. Nhưng sau này khi được rồi hẹn gặp đến trễ nửa tiếng. Tại vì sao? Vì được rồi nên trễ nửa tiếng, chưa được thì đến trước 10 phút. Còn Phật A Di Đà là 100% khỏi cần lo. Giờ khắc nào Ngài đến thì Ngài đã tính rõ hết rồi. Đúng giờ khắc đó Ngài sẽ đến. Ngài không bao giờ lỡ hẹn. Nên chúng ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý với Phật A Di Đà, niệm A Di Đà Phật là chắc chắn. Khi mình làm bất cứ việc gì hay mình tu hành, chỗ thành công mà Phật dạy mình là phải kiên nhẫn. Nhớ, người mà không kiên nhẫn thì không có thành công bất cứ việc gì trong cái cuộc đời này. Người xưa có một câu nói rất là hay: sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Thí dụ như những đức gặp pháp môn tịnh độ, chọn niệm Phật. Khi chọn mục tiêu rồi thì những đức sẽ cố gắng làm cho tới cùng. Nên mười mấy năm của mình niệm Phật không thay đổi là do gì? Mình đã có mục tiêu chọn lựa. Một con người mà dễ thay đổi sẽ không có thành công bất cứ việc gì hết. Giống như sống núi này trong núi nọ thì cũng không thành công. Sống người này mà nghĩ người khác thì cũng không thành công. Tại vì cái tâm nó không quy nhất, quý vị, nó không thành công. Nên những đức nghĩ tới A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật và muốn về thế giới cực lạc, thì tức khắc cái sự tu của mình thấy nó thoải mái, nó không có suy nghĩ nhiều. Còn nếu như mà bây giờ mình tu pháp này mà nghĩ pháp khác, làm việc này mà nghĩ việc kia, giống như ngoài đời mà đi làm cho chỗ này thì nghĩ chỗ nọ lương cao hơn, nên muốn phóng nó chỗ khác. Phóng nó chỗ khác xong cái nghĩ chỗ khác lương cao hơn, phóng nó chỗ khác. Người mà như vậy thì mình có năng lực một chút, mình cũng dễ bị người ta sai khiết. Tại vì người ta chỉ dẫn mình, ta nghĩ rằng là mình ham tiền nên người ta đưa tiền ra thì mình cứ nhảy hoài. Mà cứ nhảy hoài luôn thì mình không có lòng tin với ai. Mà đã là một con người mà không ai tin tưởng mình sao thành công. Người ta dùng tiền người ta mua mình dễ quá thì con người mình ít bao giờ làm được những việc quan trọng trong cuộc đời. Nên những đức thấy rằng là chọn một phương hướng rất quan trọng. Đã chọn được đúng mục tiêu rồi thì làm cho tới cùng. Giống như mình đi học, mình chọn cái ngành mà mình học và mình sẽ làm cái việc đó, thì mình cố gắng mình học để mình ra trường mình làm cái ngành đó thì mới có cái thành công. Còn nếu như chỉ có học không mà không biết làm cái gì vậy thì học không đúng mục tiêu. Học không có mục tiêu thì nó không muốn cố gắng, nó không biết cố gắng thì sao. Nên thí dụ như mình làm một cái gì mà mình nghĩ cái thành quả thì mình sẽ cố gắng làm và đạt đến thành quả. Giống như chúng ta niệm Phật là mục tiêu chúng ta muốn về thế giới cực lạc thì chúng ta cứ cố gắng niệm Phật. Nên bây giờ cái phương pháp tu ở chùa mình nó phổ biến rộng khắp nên đó. Như sáng này những đức ở trên phòng lễ Phật, lễ bốn chữ cùng với mấy anh em, những đức có giảng, những đức nói rằng là nếu cho những đức chọn, những đức sẽ lễ bốn chữ xuyên suốt vì nó khỏe quá. Lễ bốn chữ khỏe quá. Cái nhịp của bốn chữ, quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nhịp của nó đó, nó vào đúng hơi của mình. Và càng niệm lên thì càng có lực. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó lên 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 vậy đó. Còn cái nhịp Nam Mô Di Đà Phật là nó làm cho mình mệt và đi xuống lại nghe. Nhưng mà niệm A Di Đà Phật thì cũng thành công, mà niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng thành công. Nhưng mà quý vị ở nhà mình tiện là cứ duy trì cái thời khóa niệm lễ bốn chữ. Và cuối cùng hộ niệm bốn chữ ngon hơn. Đặc biệt người Nhân Đức, quý vị biết rằng là Nhân Đức không phải Nhân Đức làm cái gì là Nhân Đức kêu người ta phải làm cái đó, nó không có. Mà Nhân Đức nhìn cái dễ cho người ta,
Còn ghi bản thân mình thì mình biết mình nên làm cái gì phù hợp, quý vị, là phù hợp cảnh duyên. Phải nhớ rằng là niệm A Di Đà Phật không có thiếu đâu, chắc chắn không thiếu. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật không có thừa. Nên á, mỗi một con người mình chọn một cái pháp tu, nó phải hiểu, hiểu ra mà đi tới cùng luôn. Mà nó hiểu ngay cái chỗ là đã có người đi rồi, đã có người làm rồi, nó đã có cái lợi ích. Từ cái việc ở thế gian này đã có lợi ích rồi, đã có lợi ích xác thực gì thì mình cứ làm đi, cứ làm. Quý vị biết rằng là một câu Phật hiệu này không có giải thích nổi đâu. Khi mình phiền não, mình buồn hay mình chán cái gì, mình bị thất vọng một cái gì nghe, lạ thay từ câu Phật hiệu này bị niệm. Mà ở trong câu Phật hiệu đó đó là nó khai sáng cho mình luôn, mình không giải thích nổi đâu. Trong câu Phật hiệu đó khai sáng 100% luôn. Và từ một con người không có phước không có duyên, từ câu Phật hiệu này nó sanh phước sanh duyên luôn, mình không giải thích nổi vậy à. Nên mới nói rằng là câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn nổi đâu. Nó chỉ có con người có lòng tin thì chân thật cố gắng niệm thì có lợi ích. Hồi nãy những đứa trước khi qua đây gặp Hòa Thượng thì nêu lên chương trình lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì nguyên một ngày 18, những đứa từ nguyên ngày 18 là Phật tử, ví dụ như khắp nơi nơi đến, thì ví dụ như 10 trước đó hoặc là 17 gì đến thì những đứa sẽ cho qua bên vị trí bên đây phần nhiều á. Để từ sáng 18 những đức có mặt ở đây và tu chung hoặc chia sẻ Phật pháp gì đó, để cho nó cái chuyến đi của nó viên mãn đầy đủ hết. Mình cũng muốn tu cho tới luôn, nó cùng với Phật tử tu chia sẻ Phật pháp đầy đủ hết. Bắt đầu từ sáng 18 sáng sớm là bắt đầu là mình vô thời khóa tu 8:30, 1:30 chiều, rồi buổi tối chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, chia sẻ Phật pháp xong lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nguyên một ngày 18. Rồi xong rồi mình ngủ bên đây, rồi ngủ bên Đại Tùng Lâm, tại vì ngày 19 là nguyên một ngày bên Đại Tùng Lâm, nguyên ngày bên Đại Tùng Lâm. Thì những đức sinh Hòa Thượng cái chỗ chánh điện dưới, chánh điện Vạn Phật, chánh điện Vạn Phật, vì cấp trước mình đã từng tổ chức cộng tu lúc trước mới qua đây, thì thấy cái chánh điện nó ấm áp, cái thêm cái nữa cho người ta tổ chức, người ta vô cái cộng tu nguyên ngày từ sáng sớm 8:30 rồi 1:30 ngay chỗ đó, rồi tối lại thì mình sẽ lễ ngay chăn chỗ cái nhà tôn bằng đêm, tại vì đông quá. Thì trình lên cho Hòa Thượng, rồi bắt đầu là hết ngày 19 bắt đầu tới 20 bên hộ pháp, rồi 21 hai ngày bên hộ pháp cuối cùng. Nghe là chương trình đưa lên chương trình vậy cho Hòa Thượng biết. Hòa Thượng nói thôi ông ghi một tờ giấy đưa cho tôi coi để tất cả quý thầy đều biết cái chương trình là nó gì. Nên những đức đã từng mạnh dạn nói một câu, tôi 10 năm làm thì 100 năm xứng đáng. Nó thật sự, tại vì chúng ta ở cái cuộc đời này cái gì nó cũng có một thời của nó thôi quý vị à. Chúng ta muốn duy trì hoài cũng không được đâu. Giống như ở cái cõi này giống như chúng ta thả diều vậy. Con diều nó bay lên cao thì nó có ngày nó cũng phải hạ xuống. Cái nguyên lý này chúng ta mỗi người nên nhận thức đi, mọi người chúng ta nên chấp nhận thôi. Vì thì cuộc đời chúng ta mỗi ngày nó rất là an vui, rất là tự tại. Thật sự mà nói thì khi mà không ai biết đến thì cũng, nó cũng cần người biết đến để giúp chúng sanh. Mà khi quá nhiều người biết đến thì lúc đó nó là bắt đầu nó trở ngại, nó có nhiều cái khó khăn đến với mình. Nhưng mà trong cái những cái khó khăn đến với mình đó đó, mà nếu mà mình mà duy trì được thì mình sẽ thấy nó an lạc dữ lắm, và thấy nó rất là thích thú. Như bản thân con người những đức thì con người đã trải qua những cái khó khăn quý vị, nên khi mà nó tiện lợi thì cũng được, mà nó trở ngại thì cũng được. Tại vì con người mình nó đã xác thực rồi, xác thực là đời này mình nhất định phải tu rồi. Mà tu thì nhất định nó phải có sự trở ngại. Giống như đi đường thì có những lúc bằng phẳng, nhưng có lúc thì cũng chông gai. Có những lúc thì đường thẳng, nhưng có lúc thì cũng đường vòng.
Nên mỗi một con người mình chỉ cần được sự nhắc nhở mình, cảnh giác thôi, thì có lúc mà đường bằng phẳng thì đi ngon ngon một chút, đường vòng thì đi chậm chậm lên một chút, cu quẹo thì mình cẩn thận, để nó lũi vô cây thì cũng chết, hiểu không? À, vậy thì nó đặc biệt à. Nên Phật Pháp nó rất là xác thực trong cái cuộc sống chúng ta đang sống. Những đức tin chắc 100% luôn Phật Pháp là trong cái cuộc sống hàng ngày, quý vị à. Nên những đức học Phật nó thấy thích lắm, rất là thích luôn. Nên mình có con cháu đồ này kia, dạy con cháu của mình. Con người nghèo thiếu học chưa đáng sợ đâu, đáng sợ nhất là con người đụng đâu là chớp đó tham, rồi nói chuyện không thật thà. Hai điểm này là con cháu mình sẽ không bao giờ thành đạt đâu. Dù là chờ đắc bao la nhưng con người sẽ không có đắc dung thân đâu. Con người mà chỉ cần không thật, nói lời giả dối là quý vị sẽ không bao giờ có cái nơi nào quý vị dung thân được. À, người ta sợ mình lắm. Nên con người nghèo gỗ thiếu học, nhưng mà mình chỉ cần chân thật, đúng đắn, nhiệt tình, đừng có tùy tiện tham lam, thì con người mình là đi đâu người ta cũng thương mình. Mà người ta gặp mình ta yên tâm dữ lắm, người ta chơi với mình ta cũng yên tâm nữa. Mà người ta yên tâm với mình là người ta thấy mà người ta cho mình cơ hội à. Mình thấy người ta cho mình cơ hội là chắc chắn luôn đó. Nên hồi sáng những đức chia sẻ công đoạn Phật Pháp, những đức nói rằng những đức đi vô trong chùa tu là tất cả những người đến với những đức là tự nhiên là người thân của những đức đó. Chứ những đức không có cái chuyện mà anh chị em gì ở đâu mà ở nhà ở gì tùm lum tùm la, không có. Nên những đức nhấn mạnh mục tiêu rằng là mục tiêu của mình đi tu là những người hữu duyên đến, là người thân đó. Còn người thân mà ở đâu xa là thôi kệ đi, tùy duyên đi. Nên những đức mới tu được đó quý vị à, mới tu được đó. Chứ nếu không mà trời ơi họ lôi kéo đến giết mình khó tu lắm. Nên quý vị bây giờ mình nghe đạo rồi, từ ngay cái gia đình mình á, mình phải áp dụng Phật Pháp. Mình áp dụng Phật Pháp nhưng mà mình hiểu nó là giả đó, nhưng mà mình không có đá đổ nó, mà mình hiểu nó đó. Cái nguyên lý của nó thì mình hiểu đó, nhưng mà cái thật chất trong tâm mình biết nó thế nào cũng phải xa nhau. Vậy thì cuộc sống của mình nó đặc biệt lắm quý vị. Và đến cái thế gian này mọi người chúng ta phải nhớ nghe, được rồi mất, mất rồi được, nó cứ lộn hoài vậy đó. Được rồi mất, mất rồi được. Chỉ có cái là mỗi ngày niệm Phật, có được cơ hội làm tốt thì cứ làm thì được. Chỉ có vậy là được thôi. Còn thế gian này thí dụ như quý vị cầm được nắm tiền, vậy vì nó được đúng không? Nó sẽ mắc, nó sẽ mắc đó. Rồi nó mắc xong rồi một ngày nào nó sẽ được lại. Giống như nó đùa với mình vậy nè. Nguyên lý giống như Iran nó đùa với mình vậy. Không có thì chi cầu có, còn có rồi thì sợ mất nó, khổ đau để giữ gìn nó. Khổ lắm quý vị à. Ừ. Nên á, những đức thấy rằng mình là người học Phật á, trong mạng mình mà có phước là nó vui dữ lắm, nó yên tâm dữ lắm luôn. Tại vì mình làm bất cứ một cái việc gì là tự nhiên nó sẽ có liền. Đó. Rồi xong bà Thượng ngồi nói xây cái vòng hộ niệm mà một số người ta ngoài, có những người ta khổ quá. Dù như người ta đi làm thuê làm mướn gì đó, người ta ngoài người ta khổ quá. Thì có khi gần gần ở đây nè, địa phương được, cần thiết có khi ở đây có cái phòng niệm, rồi có luôn cái nhà mai táng luôn. Rồi ông sắp một cái ban, sắp một cái ban, để mà có khi ông giúp được người ta thì ông giúp. Trong bụng nhân đức nói, đúng, để làm việc này thì tốt. Làm việc này thì thí dụ như đối với cái xã hội thì mình thấy gần gũi, đối với chùa chiền mình nuôi người già thì quý vị hiểu không, tiện lợi. Giống như trong cái cuộc đời này là như vậy đó quý vị đó. Thì nó mới làm được cái việc tốt. Việc tốt trong cuộc đời này quý vị cũng không dễ làm đâu quý vị à. Không có dễ làm đâu, những đức nói thật cho quý vị nghe đó. Nếu như một con người làm việc tốt trong cuộc đời này mà không thông tình đạt lý, quý vị sẽ không bao giờ làm được việc tốt đâu. Cực kỳ khó luôn. Làm việc xấu thì người ta chê cười, làm việc tốt thì người ta cũng trở ngại. Trong cái cõi này là cái cõi rất là khó khăn, không có dễ đâu. Bây giờ quý vị coi 3-4 điểm chùa mà người ta ào ào về mà tu ở trong đây đông gì. Quý vị biết rằng những cái điều mà phương tiện sống ở trong đây có ghi ra một quyển sách cho quý vị, bây giờ quý vị không hiểu nổi. Nó nhiều việc lắm. Đó. Nếu như mà không có một cái tâm giải thoát đó, thì xin thưa với quý vị, cả cuộc đời quý vị nhìn giống như làm việc lớn lao dữ lắm, nhưng mà cuối cùng biết đi đâu nữa.
Tại vì cái tâm mình mỗi ngày nó đặt tùm lum thứ hết trơn bây giờ. Nó đâu có mục tiêu niệm Phật giảng sanh đâu mà đi đâu. Hiểu không? Nhưng mà đặt được một cái tâm giảng sanh cho mạnh thì tất cả việc làm nó đều giải thoát hết trơn. Nó, thì quý vị biết rằng là thì Hòa Thượng ngày phát tâm ngày làm gì cũng là một cái duyên. Có những người ta khổ quá, nhưng mà để sắp ra một cái ban như vậy, và người trong chùa có thể làm được, có thể làm được, là nó phải không đơn giản đâu quý vị. À, tại vì cái việc này là cái việc những đức sắp xếp và những đức đã làm mà. Nó, ví dụ như đối với hàng Phật tử đâu này kia nghe thì còn dễ, đối với cái người thế gian mà đã ít tu hành nó không đơn giản đâu quý vị. Nó nên thí dụ như bây giờ mà người ta vô thà mình mướn một cái người mà người ta mà tẳng liệm người ta ngoài đời mướn chấp nhận trả tiền luôn. Chứ bây giờ thí dụ như cái người người ta ở trong chùa tu mà nói và tẳng liệm người ta hoài mà tội nghiệp người ta chứ. Mình suy nghĩ mình tẳng liệm cho một người mắc ở trong chùa, các cụ, các chú, các thầy trong chùa thì có thể nói, hoặc là Phật tử một cái người có thể làm được. Nhưng mà cái người chết mà để người trong chùa tẳng liệm hoài nó cũng không đơn giản đâu quý vị. Có nghĩa là những đức làm việc gì những đức cũng tính rất là kỹ. Và khi Hòa Thượng chỉ dạy những đức phải mở rộng ra là phải làm sao để cho người trong chùa mình nó được tồn tại quý vị à. Tại vì cái người trong chùa mình nó tồn tại thì cái sự hưng thịnh, cái nơi mình là cái gốc nó mới phát triển được. Còn nếu như mà mình đẩy người ta làm đi, mình không có ý tới nghe, là nó bức sạch người ta chứ. Cái sự mà bảo vệ chúng của những đức là nó thật sự quý vị kỹ dữ lắm. Nó rất là kỹ. Cái sự quan tâm chúng là cực kỳ cao luôn. Mà quý vị nếu hiểu được nguyên lý này rồi, những đức nói cho quý vị biết rằng là người xưa ta nói câu gia hòa vạn sự hưng. Cái nơi ở của mình nó mà thuận hòa, nơi ở của mình mà nó mà đoàn kết thì nó mới thịnh được những điểm khác mà mình làm. Còn nếu như nơi ở mình mà nó không hòa, nó không thịnh, nó không ổn được, vậy sao vì làm gì khác. Dù có làm thì làm thời gian cũng mất tiêu, sạch nhách chứ, bực, rớt hết chứ. Nên chùa mình những đức tổng kết một năm của chùa mình, người mà đi thì ít lắm, rất là ít. Những đức nói quý vị biết cái người mà đi ra khỏi vị trí của những đức quản lý, họ sau này hối hận lắm. Tại vì sự hộ trì của những đức nó lớn quá rồi. Sự hộ trì của những đức nó rất là mạnh. Tại vì sao quý vị biết không, những đức nó hiểu rồi. Chính bản thân ngày xưa những đức đi làm thuê người ta, những đức bước vô chỗ làm không ai ngó ngàng những đức. Thì những đức ngồi những đức nói rằng tôi sau này khi tôi ở đây quen, người chỉ cần bước vô đây đi làm công thôi, nhất định tôi là người đến dẫn dắt chỉ dạy. Tại vì tôi khi mới vô chỗ làm không ai nhìn tôi rất là khó khăn, ăn cơm không biết lấy chén chỗ nào, ngơ ngơ ngáo ngáo bị người ta la. Nên những đức nói với mình từ đây về sau, sau này tôi là người hiểu biết, nhất định tôi sẽ chỉ dạy những người khi mới vô chỗ làm. Thì ngày xưa những đức ngoài đời, những đức bị như vậy là những đức hiểu liền. Khi người ta vô chỗ làm là những đức chỉ dạy người ta liền. Khi những đức đi vô chùa cũng vậy, ít ai chỉ dạy những đức. Những đức mới lằn mò hiểu biết. Sao những đức nói rằng nhất định sau này tôi khi ở trong chùa lâu, những người vô chùa tu tôi sẽ tỉ mỉ chỉ dạy họ. Và tôi biết được rằng ở trong chùa nếu không ai lo rất là khổ, tôi phải tự đi kiếm ăn rất là khó. Nên tôi nói rằng nhất định phải cố gắng, sau này mình có duyên lo cho chúng thì mình phải nuôi chúng đàng hoàng như người trong một gia đình, như vậy thì họ mới tu được. Nên cái tâm quyết mà nuôi chúng, lo cho chúng của những đức nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn quý vị. Rất là mạnh. Mà những đức biết được cái việc mà nuôi chúng đông á. Và một trang gia đình quý vị cũng vậy. Quý vị làm sao mà cái người ở trong nhà quý vị mà họ thích ở nhà quý vị thì quý vị thành công. Còn cái người trong nhà mình mà nó thích chạy đi ngoài không là nó thất bại rồi đó. Thất bại cái gia đình mình. Nếu nó rõ ra là gọi là phong thủy xấu rồi đó. Nhà mà không chịu ở là phong thủy xấu. Chùa mà không chịu ở là phong thủy xấu. Quý vị biết rằng đa phần chùa mình là con người ta thích ở trong chùa mình. Thích ở cái chỗ mình lắm. Vì sao? Từ cái chỗ ở, chỗ ăn, con người sống mỗi ngày vui, hoàn cảnh họ thích. Nên họ thích ở. Họ không có muốn đi đâu bao nhiêu người. Còn nếu như bây giờ mình ở đây mà không lo lắng cho họ đầy đủ đó nghe, họ không có thích ở đâu quý vị. Gia đình quý vị cũng vậy. Nếu mà cha, mẹ, con nạnh ai nấy lo đi kiếm tiền là nhà mình tự nhiên không ai muốn ở nhà chứ. Họ muốn lao đi kiếm tiền không mà thì nhà mình tiêu rồi. Nó đâu có thịnh vượng được đâu. Như chùa này nếu ai cũng là đi kiếm tiền chứ. Như chùa này ai Phật tử nào mà về tu. Bây giờ quý vị về đây tu là nhờ cái tổ chức quý vị coi. Nấu ăn, lo lắng, xe cộ, dẫn dắt, lao dọn, sắp xếp. Thì quý vị về vì chỉ có tu thôi. Rồi mình muốn cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường Tam Bảo, mình tu phước tu duyên. Bởi vì về đây mới được như vậy thì mới về đây tu.
Còn nếu về đây mà leo que mấy người không ai ngó ngàng, không ai quan tâm, không ai nấu ăn, không ai giảng pháp, lên chánh điện tu không ai sắp niệm luôn. Vậy thì quý vị nói thôi thôi thôi, cái chùa này sao nó buồn quá trời buồn, về vậy đâu mà nó chán muốn chết được, thôi 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 không có về. Nhưng rủ người ta đi nó mắc mặt quá, trưởng đoàn muốn rủ người ta đi không dám rủ. Mà bây giờ ví dụ như đến một ngôi chùa mà ông thầy ông quá nhiệt tình, ông nói chuyện vui, rủ người ta đi á, mở lời mạnh lắm, đi đi bà đi đi vui vậy lắm, mạnh dạn lắm. Còn gặp mà đi đến mà gặp ông thầy nói chuyện buồn hiu, rồi không có ý nghĩa gì, vậy quý vị làm trưởng đoàn không có dẫn người ta đi tu được. Bởi vì đừng bao giờ trách rằng tại sao trưởng đoàn không dẫn đến chùa tôi. Tại vì đến chùa mình không có cái gì sao dẫn, không có dẫn được. Cái này là cái tâm lý trưởng đoàn ai cũng hiểu. Còn đi đến mà một cái khóa tu, một cái điều giảng pháp, một món quà gì tặng, một cái lo ăn uống, tự nhiên trưởng đoàn rất mạnh dạn để dẫn người đi và rủ người. Nói cũng dễ nữa, nên rủ người rất là dễ. Nên đó là cái nguyên lý này mình phải hiểu quý vị à. Ừ, phải hiểu đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ mỗi tuần thứ bảy chùa mình quý vị coi càng ngày càng đông này. Như tuần này đông hơn tuần trước rồi đó. Ừ, nhìn xuống cái lượng người mà ở ngoài vô tu như thế thấy đông rồi đó. Có nghĩa là càng ngày sẽ càng đông lên, đông lên, đông lên là vì sao? Vì người ta sẽ điều chỉnh thời gian, người ta sẽ tự điều chỉnh thời gian. Quý vị nhớ rằng mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, thời gian là tự mình sẽ điều chỉnh được. Mình sẽ tự sắp xếp thời gian mà điều chỉnh lại được đó. Nên từ nào đó, ví dụ như Đức nói chủ nhật ở bên hộ pháp quá đông, điều chỉnh một chút cũng được, để bên kia cái số lượng người bớt qua bên đây cũng được. Mỗi tuần thứ bảy cân bằng lại, tại bên kia giờ nó quá đông rồi, đông đến mức quý vị nhìn thấy quá đông rồi đó, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà những Đức nói cái việc mà lo lắng và hộ trì giúp đỡ cho người ta là phải có trí tuệ, thì tức khắc quý vị tu sẽ thấy an lạc vậy lắm. Như trong gia đình mình cái gì nữa đó, nên những Đức nói gia đình mình là phải sống nó có niềm vui, niềm vui thì tự nhiên gia đình mình thấy thích sống trong gia đình mình dữ lắm. Đó, nên nhưng mà cái niềm vui ở cái cuộc đời này, thật sự mà nói thì cái niềm vui trong cuộc đời này nó giả tạm vậy lắm. Cái buổi mà chia sẻ mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá, mà những Đức lòng rồi mấy cái hình ảnh mà người ta động đất mà ở nước ngoài chết người nhà sập đó, trời coi cái tự nhiên mình thấy đúng là vì thấy vô thường quá, nó quá vô thường. Hiểu được rồi đúng là tranh danh đoạt lợi, giành giật đủ chuyện, cuối cùng sụp đổ sạch hết chứ. Mà toàn là cái nghiệp cầm theo một đống để đi đọa lạc không, thấy không? Những cái cảnh tình đó mình coi đi, quý vị biết rằng là những Đức đưa những cái cảnh tình đó lên, có những người mà người ta keo quá keo, mà những người ta nghe như Đức giảng ta cũng mở tâm. Có những người ta đi đến chùa ta định cúng 50 ngàn thôi, coi cái cúng 500 luôn. Cái hình ảnh đó là cái lý giải của những Đức đưa vô á. Quý vị biết vì sao mà những Đức nuôi chúng đông gì mà những Đức chẳng có tiền không? Cái môn giảng của những Đức á, nó có một cái phương pháp giảng mà nó làm cho ta mở tâm ra luôn. Không đơn giản đâu quý vị à, nó thiệt luôn á. Nên nó làm nói thẳng luôn á. Những người ta mà nghe người ta làm thế đó, được liền gì đâu. Nhưng mà ta không làm, không làm. Người ta không chịu làm. Nó quý vị thấy cái cách của những Đức không? Thấy những cái vô thường nên Đức bỏ vào. Nhưng mà nếu hình ảnh không thì ta không hiểu. Đưa buổi giảng vào, đưa cái lời nói vào để cho người ta nhìn thấy hình ảnh, có cái lời nói vô để vừa lời nói và hình ảnh nó kết hợp lại. Nó làm cho con người ta nhìn cái vô thường trong cuộc đời này, mà người ta mở rộng tâm lượng người ta ra. Thí dụ như bây giờ đi cái vòng hộ niệm mà thượng xây đi, quý vị nghĩ đi, cái nơi đó là cái nơi tiếp dẫn người ta về cực lạc. Làm mấy cái chuyện đó thì chắc chắn là nó ý nghĩa 100%. Nên từ nơi đó mà mỗi người khắp nơi, mình nghe gì? Việc tu phước tu duyên mà. Việc tu phước tu duyên mà. Bây giờ nhà Đức nói rằng là Hòa Thượng mình ngày còn tại thế, nên mấy cái công trình đất đai này ngày xây dựng được, ngày làm được, tới đời nhà Đức khó. Nên những Đức nói rằng là có tiền bạc bao nhiêu nhà Đức đưa Hòa Thượng để ngày xây đi. Người này dùng được, người kia dùng được cũng không sao, ai dùng cũng được, miễn là cái tên chúng sanh là được rồi. À, có ý nghĩa mà. Ví dụ như thật sự mà nói, có nhiều khi những Đức nghĩ cả bên Đại Tùng Lâm đi chăng nữa, Hòa Thượng cũng không thể nào ngờ được mà hôm nay Đại Tùng Lâm mà xuất hiện ra một cái đạo tràng niệm Phật mà rinh rang mà từ ở chánh điện nhà văn hóa rồi thêm bảo tháp như Đức. Nghĩ rằng Hòa Thượng cũng không ngờ là nó đã hình thành như vậy luôn. Và không thể nào ngờ rằng ngôi chùa mà xây chưa xong gì hết trơn mà
mà chưa gì hết trơn, mà cái hình thành đại chúng khoảng cỡ khoảng 300 người, hơn 300 người. Cái này là thật sự mà nó không ngờ luôn quý vị. Đúng là chỉ có pháp môn Tịnh Độ này phát triển đạo tràng, công nhận là mau thiệt. Mà những đức nói cái phát triển đạo tràng mau là ngay cái gì? Nhiệt tình lo cho người ta. Nên quý thầy bên cạnh như đức nói một câu nè, công nhận cái cách của sư huynh công nhận đặc biệt thiệt. Cả mà Tết nhất mà không cho nhận lì xì, đúng là cao minh, quá cao minh luôn. Thêm cái nó là gì? Nhận người không có nhận tiền gì, mục tiêu nhận người, đúng là quá cao minh. Những đứa hỏi chỗ nào gọi là cao minh, họ nói chuyện rất mạnh dạn luôn. Dù là cúng dường cũng là đem của cải cúng dường tam bảo hết trơn, mà toàn là cúng tam bảo không, chứ không có dính vô cái chuyện là tôi vô đây ở tôi đóng bao nhiêu. Nên rất mạnh dạn, nói thẳng thắn luôn, cái gì là rẹt giải quyết. Thì những đức nói rằng kinh nghiệm mà, kinh nghiệm của nhiều người chứ không phải kinh nghiệm của những đức. Nhìn từ góc độ nhiều người làm mà kinh nghiệm, quý vị biết rằng cái tâm lý của mỗi một con người, những đức có thể nắm được nhiều thứ lắm. Ngay chỗ này nè quý vị, bây giờ những đức nói thật quý vị biết chứ, con người ta làm có tiền cực khổ, người ta cũng muốn tu phước duyên lắm quý vị. Khi người ta nghe đạo người ta muốn tu phước duyên lắm, nhưng mà bây giờ người ta không tìm ra được cái chỗ người ta tu phước duyên. Những đức rất tự tin luôn, cỡ nào người ta cũng cúng ở đây. Vì sao? Vì người ta thấy chỗ này làm rất tự tin luôn quý vị. Người ta thấy chỗ này làm thật, bao nhiêu chương trình người ta thấy làm thật làm thiệt. Vì đến chùa vì thấy rõ ràng, vừa xây lên là hai dãy nhà kính liền, ai không thích cúng không? Vừa xây lên chánh điện ta ngồi nheo nhóc gì ta niệm Phật, ai không thích cúng? Còn cái chỗ mà phòng hộ niệm xây lên xong là sẽ có người vô nằm liền, ai không thích cúng? Phải không? Đó, thì người ta sẽ thích cúng thôi. Vì sao? Vì thành quả. Mục tiêu tôi là bỏ tiền ra để mong làm được việc lợi ích cho người ta. Thì quý vị làm được như vậy là người ta cúng, không nói vòng vo chứ. Nhiều người người ta cũng có tiền lắm, nhưng mà tại vì sao người ta không bỏ tiền ra? Vì người ta thấy ngôi chùa xây lên không ai tu, thì người ta không chịu bỏ ra. Và người ta thấy rộng quá mà không ai có thể gì đó tu tập gì, có phương pháp gì, người ta không bỏ ra. Nhưng nếu quý vị mà tạo ra mà lợi ích cho chúng sanh đi, là có rất nhiều người ủng hộ. Muốn nói lên điều này để cho nhiều người chúng ta khi làm một cái gì mình nên nhìn cái lợi ích cho chúng sanh, khi làm là có lợi ích liền, thì tức khắc sẽ có người ủng hộ. Đó, nên tất cả những việc này như Đức làm, như Đức tự tin dữ lắm luôn á. Tại vì bao nhiêu con người mà, bao nhiêu con người được lợi ích mà quý vị. Tương lai ở đây là nhiều người già được ở lắm nè. Rồi thêm bây giờ người già khắp nên quý vị coi, như ở đây kế một bên nữa nè, cái này cũng là cái lợi ích cho một số người còn yếu nè. Cái chỗ gì, phòng khám đa khoa đại tùng lắm đó, cái bên đó thấy không? Ở đa phần người trong cuộc đời này 10 người là hết 8 người thích uống thuốc rồi, chắc chỉ có 2 người gặp những đức là không uống thuốc thôi. 8 người đã thích uống thuốc rồi. Thuốc là giống như cái điều mà có người ta bệnh mà nói mà không uống thuốc là chuyện này lạ quá. Bệnh ai mà không uống thuốc? Vậy thì bây giờ một số người thích uống thuốc đúng không, mà cũng thích tu nữa đúng không nè, kế bên luôn đó, nó tu bên đây chạy qua đó khám, còn nghe viết rồi muốn giảng sanh thì tự mà suy nghĩ lại. Nó hòa thượng này để cái bảng hay chăng chỗ đó luôn á, quay qua đây vì nhìn phải có để cái bảng không? Phật A Di Đà là đại uy vương hả? Nên ngài Hoằng Nhất Đại Sư ngài nói rằng một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không dùng thật là dại lắm mà. Hiểu không? Đó, dùng viên thuốc này nó không có tác dụng phụ đâu quý vị à, nó không có tác dụng phụ đâu. Một con người mà rèn mình á, mà dùng viên thuốc A Di Đà Phật này không là đặc biệt lắm, đặc biệt dữ lắm. Về sao con người mình nó có một cái nguồn năng lực gì kinh khủng lắm, từ tâm lực, nguyện lực, nó phát nhiều cái lực từ bản thân mình ra nhiều lắm. Câu vật hiệu này cứ dùng đi rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả của nó lớn lắm. Người không hiểu á thì họ không chịu dùng, chứ mình hiểu được rồi mình sẽ dùng câu A Di Đà Phật này tới cùng luôn á. Như bữa đó những đức làm cái đoạn ký sự cái cô cái ung thư ngực đó, mà
hình như bác sĩ dạy vậy mà bà niệm Phật, bà lễ Phật thôi, bà nghe mình giảng thôi, vậy mà nhìn xác diện mới có giống ung thư đâu. Rõ ràng cái câu mà gọi là thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, rõ ràng mà 100% luôn, chắc chắn quý vị sẽ có kết quả ha. Buổi học tập hôm nay cũng có nhiều tư tưởng quý vị, nên thứ bảy quý vị nên về đây để mà chúng ta cùng tu học. Nó cái đoạn này thời gian nói chuyện ít nhưng mà nó thật sự chất lượng, ít người mà cũng mát, cái chánh điện này mát nha, gió thổi vô hiu hiu ha. Mà chánh điện này ngồi nghe pháp thấy nhìn xuống sao ai cũng đẹp hơn chánh điện bên kia đúng không? Chánh điện này ngồi nghe pháp đẹp hơn chánh điện bên kia, biết gì sao biết không? Đèn và cái màu này á, cái màu này nó làm cho mặt vì hồng lên, không thấy mụn hiểu không? Không mà nó thật sự mà nói, cái này chỉ là phụ thôi, còn cái chính nhất là quang minh phổ chiếu, Phật lực gia trì, quang minh phổ chiếu, được tắm mình trong quang minh nên vô cùng quan hỷ. Kìa có câu dưới đó con ngu gục mà dễ thương nghe kìa thấy chưa? Nó ngủ gục mà còn thấy cũng dễ thương, tại vì sao? Được tắm mình trong quang minh đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có một đoạn người ta hỏi, bây giờ thường phóng sanh mà cứ bị người ta bắt hoài, hoặc là phóng sanh mà giống như đặt trước để mình thì phóng sanh mà để cho người ta đi tìm bắt vậy đó. Giống như người ta bắt người mà mình kêu người ta đi bắt người để mình cứu người, bây giờ con phải làm sao? Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói trong cái thời cuộc này đặc biệt nhất là ăn chay là phóng sanh. Người mà phát tâm ăn chay trường được là đại phóng sanh, tiện nhất. Còn nếu như phóng sanh mà thấy tiện lợi, phóng sanh mà thấy mà không có sanh phiền não, không có bị trở ngại gì thì cứ phóng sanh. Còn nếu như nhiều sự trở ngại quá mà ăn chay trường là phóng sanh, ăn chay trường là thù thắng nhất. Nên Ngài nói rằng đề xướng ăn chay trường phù hợp trong thời cuộc, ăn chay trường gọi là phóng sanh. Nên từ hôm nay chúng ta chương trình tu thì có cái lễ phóng sanh một chút, nên những đức nêu lên rõ ràng, không có mua chim đặt trước nữa quý vị. Nên là chúng ta về chùa nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, rồi chúng ta cúng thực phóng sanh. Tuy chùa mình không có ghi giấy gì hết, nhưng mà quý vị tu là đệ tu thì chúng ta cầu an cho người thân của mình và cầu siêu cho người thân của mình. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nhờ Ngài xây chùa mình có chỗ gì mình tu. Nên hồi hướng cầu an cho Ngài, nguyện cho Ngài có sức khỏe. Và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, thân tâm thường an lạc, mọi người đều nghe được Phật Pháp, phát Bồ Đề tâm niệm Phật, cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngạ kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngũ tình chung ngã kim thí nhờ cung,
từ thực biến thập phương nhất thiết hồi tình công. Nguyện vị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo như đặng cô hồn chung ngã kim thi như cung từ thực biến thập phương những tiết cô hồn không. Nguyện vị tự công đức vô cập những tiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo án mộng lũng lăng ta bà ha án mộng lũng lăng ta bà ha ta bà ha á ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng á ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng bà và việt nhật ra hồng giá trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả chúng ta nghe được Phật pháp nên phát Bồ Đề tâm, biết ăn chay trường, biết phóng sanh. Từ khi nghe Phật pháp tới giờ mình nghe lời Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, nên mỗi một con người chúng ta ham sống sợ chết thì tất cả con vật cũng ham sống sợ chết. Dù một con ruồi, con muỗi, con kiến, con chuột, con gián gì đi chăng thì nó cũng muốn sống mà nó rất sợ chết. Nên chúng ta khi biết Phật pháp rồi phát tâm từ bi như lời Phật dạy, không có sát sanh. Ngày xưa còn mua thuốc xịt ruồi, xịt muỗi, xịt kiến, hoặc ngủ còn có cái gì nó để cho mũi nó bay vô cho nó chết. Bây giờ thì thôi, mình biết tu, một giấc ngủ mình mà bao nhiêu con vật chết vậy nó cũng không bình an gì đâu. Nên mình biết Phật pháp thì mình làm theo cái kiểu cách mình biết Phật pháp. Còn người ta không hiểu Phật pháp thì kệ người ta. Nên từ nơi đó mà mình khuyên nhau, nên có tâm thương mình và thương người. Giống như mình cũng muốn được bình an thì mình nên đem sự bình an cho tất cả chúng sanh. Nên hôm nay chương trình khóa tu, nên chúng ta có cái lễ phóng sanh mua cá, rồi xong rồi mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng xong hết, rồi xong mình niệm Phật, khuyên chúng sanh niệm Phật sanh Cực Lạc, xong đem ra cái hồ Liên Trì của Hòa Thượng ngoài Đại Tùng Lâm, chúng ta thả ra ngoài đó. Nên tất cả chúng sanh như bản thân mình cũng một ngày nào cũng chết thôi. Nên tất cả con vật mình phát tâm từ bi, mình phóng sanh cho nó. Ai có bắt thì giết, thì cái đó cũng quy Phật, quy pháp, quy tăng xong hết rồi. Khi bỏ báo thân này nên hướng về Cực Lạc,
đừng có mang tâm hận thù mà đời đời kiếp kiếp phải chịu cái cảnh khổ đau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật và quan hỷ cái những chúng sanh này được thả nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. À, chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. A Di Đà Phật.